nàng đeo mạng che mặt màu đỏ nhưng vẫn không che được đôi mắt long lanh như nước như có mị lực câu hồn đoạt phách một số tu sĩ nam giới của một số đế tộc nơi này cũng không nhịn được mà nhìn nàng không thể không nói mặc dù nữ tử đế tộc đông phương đều có địa vị mạnh mẽ nhưng quả thực các nàng vô cùng hấp dẫn nam nhân nữ nhân càng mạnh mẽ đôi khi lại càng có mị lực càng có sức hấp dẫn trí mạng với nam nhân đặc biệt là các thiên kiêu đế tộc còn lại nếu có thể chinh phục một vị nữ tử đế tộc đông phương cảm giác thỏa mãn kia nữ tử bình thường không thể sánh được vị kia hẳn là nhị tiểu thư đế tộc đông phương đông phương khinh vũ vẫn còn may không phải vị đại tiểu thư kia không chỉ được tôn là đông tôn mà còn được gọi là huyết công chúa nếu là vị nhị tiểu thư này thì vẫn còn một khả năng bé xíu có thể bị nam nhân chinh phục chứ còn vị đại tiểu thư kia tuyệt đối không thể bị nam nhân nào chinh phục một số thiên kiêu đế tộc âm thần giao lưu bằng thần niệm mặc dù nữ tử đế tộc đông phương rất thơm nhưng đều là hoa hồng có gai, nam nhân bình thường không chịu nổi đâu. Nói không chừng ăn trộm gà không được mà còn trở thành nô bộc của người ta. Mà lúc này, vị nhị tiểu thư như đóa hoa cao lãnh, chỉ có thể đứng từ xa chứ không thể đùa bỡn trong mắt các thiên kiêu đế tộc khác này. Vẫn đang suy nghĩ sao không thấy vị kia đến đây. Chương 2313 Mưu đồ của Đông Phương Khinh Vũ. Chương 2313, Mưu đồ của Đông Phương Khinh Vũ. Sở dĩ Đông Phương Khinh Vũ đến trận chiến Thiên Kiêu hai giới này mục đích chủ yếu của nàng đương nhiên không phải vì tham chiến, mà là tìm kiếm đối tượng kết minh hoặc thông gia. Sở dĩ Đông Phương khinh vũ nghĩ vậy, đương nhiên là vì Đông Phương ngạo nguyệt, nữ nhân kia quá cường đại, qua lãnh khốc, thật đáng sợ. Đừng nói đến kẻ địch, đối thủ, cho dù là thân tộc. Thậm chí cả Đông Phương Hạo là đường đệ họ xa có quan hệ máu ngủ cũng giết không tha. dã tâm và sự lãnh khốc của Đông Phương Ngạo Nguyệt đã rõ rành rành. Nhưng đế tộc Đông Phương lại cực kỳ thích tác phong làm việc của Đông Phương Ngạo Nguyệt đồng thời họ còn cho rằng đông phương ngạo nguyệt có năng lực dẫn đầu toàn bộ đế tộc đông phương bước lên con đường cường thịnh hơn hiện tại có thể nói ở đế tộc đông phương đông phương ngạo nguyệt gần như là một tay che trời thậm chí những cổ tổ và thái thượng trưởng lão kia cũng coi đông phương ngạo nguyệt là người nối nghiệp mà bồi dưỡng điều này càng khiến cho đông phương khinh vũ ghen ghét vô cùng nàng là trời sinh sẽ thua đông phương ngạo nguyệt sao vì sao tất cả mọi người đều chỉ nhìn thấy đông phương ngạo nguyệt mà không nhìn thấy nàng dù sao nàng cũng là nhị tiểu thư của đế tộc đông phương nhưng dù là uy danh hay lực ảnh hưởng đều không thể so sánh với đông phương ngạo nguyệt ngay cả tam tiểu thư đông phương tâm tinh cũng chạy theo đông phương ngạo nguyệt có thể nói ngoại trừ dòng chính mạch đông phương khinh vũ tất cả các mạch khác trên cơ bản đều tin phục đông phương ngạo nguyệt điều này khiến cho đông phương khinh vũ đã ghen ghét lại càng không cam lòng vì sao đông phương ngạo nguyệt lại có thể dẫm lên đầu nàng mà quan trọng nhất là Đông Phương Khinh Vũ rất sợ, nếu Đông Phương Ngạo Nguyệt thượng vị thật, liệu nàng ta có diệt trừ tất cả dòng mạch của nàng, diệt hết cả những âm thanh phản đối không? Với tính cách lãnh khốc của Đông Phương Ngạo Nguyệt, chắc chắn nàng ta có thể làm ra chuyện này. Cho nên, dưới tình huống này, Đông Phương Khinh Vũ nghĩ ra một cách, nếu đã không thể được trong tộc ủng hộ, vậy thì tìm kiếm ủng hộ từ bên ngoài đi. Nói một cách đơn giản chính là kết minh với thiên kiêu đế tộc khác, được đế tộc khác ủng hộ thậm chí đến cuối cùng dù có kết thông ra cũng không phải không thể đương nhiên mặc dù trong lòng đông phương khinh vũ nghĩ và có kế hoạch như thế nhưng dù sao nàng cũng là nữ tử đế tộc đông phương ánh mắt nhìn nam tử cũng cực kỳ hà khắc với nàng mà nói dù cuối cùng không thể hoàn thành được kế hoạch nhưng chắc chắn sẽ không để cho nam tử bình thường như lọ hoa góp cho đủ số đây là một chấp niệm trong lòng của nữ tử đế tộc đông phương trong tình huống này đông phương khinh vũ nghe được tin tức về một người dĩ nhiên chính là vị đó thiếu chủ đế tộc phân thị gần đây vang danh giới hải tựa như vạn cổ diệu dương vị thiếu chủ đế tộc phân thị này có rất nhiều hào quang con trai của thiên nhai đại đế trưởng lệnh giả nho môn thiếu chủ đế tộc phân thị mạnh nhất tám đế tộc có được địa vị tuyệt đối hơn nữa còn từng đăng đỉnh hai tấm phong thần bi trong đó có một bảng là bảng tướng mạo chắc chắn dung mạo cực kỳ xuất sắc vị này xét về mọi phương diện đều không có góc chết Đương nhiên Đông Phương Khinh Vũ sẽ nảy sinh tò mò và động tâm. Mà nàng đang cần minh hiểu, cũng không phải bất kỳ một vị thiên kiêu đế tộc nào cũng dám cả gan đối đầu với huyết công chúa Đông Phương Ngạo Nguyệt này. Nhưng vị vân tiêu thiếu chủ này chắc chắn sẽ không kiêng kỵ Đông Phương Ngạo Nguyệt. Hắn có tư cách đó, cho nên lần này, mượn danh trận chiến giữa thiên kiêu hai giới. Đông Phương Khinh Vũ tới đây muốn xem thử xem có thể nhìn thấy vị vân tiêu thiếu chủ như trích tiên hàng thế trong truyền thuyết kia không. Nhưng nàng lại thất vọng không thấy bóng vị kia trên chiến thuyền của đế tộc Vân Thị. Điều này khiến cho Đông Phương khinh vũ hơi mất mát. a à, hình như ta thấy trong ánh mắt vị nhị tiểu thư kia có vẻ mất mát và u oán Ngươi nhìn lầm rồi, nữ tử đế tộc Đông Phương cao ngạo cỡ nào chứ? Chẳng lẽ các nàng còn nhớ thương nam nhân nữa à? Ha ha, cũng đúng. Mà lúc này, ở một địa vực khác, có cổ thú tê minh, có chiến thuyền hư không phá vỡ thủy triều không gian mà tới. Từng vị thiên kiêu tài hoa xuất chúng khí thế bất phàm xuất hiện tới rồi, thiên kiêu huyền hoàng vũ trụ, bên này, thiên kiêu tám đế tộc đều tập trung, hai mắt sáng lấp lánh. Cuối cùng, thiên kiêu hai giới chạm mặt lần đầu, đại ác nhân, khi nào ngươi mới thả ta đi, bên chỗ quân tiêu giao, con hổ nhỏ bị không gian phong cấm nhe răng nhỏ, sốt ruột hỏi. Quân tiêu giao vẫn một mực nhắm mắt ngồi xếp bằng trong hư không, bạch hổ canh kim hỏa xung quanh vẫn cuồn cuộn phun trào. Mặc dù con hổ nhỏ có vẻ rất hung dữ, nhưng nói thật thì, nhìn thanh thế tu luyện kinh khủng của quân tiêu dao trong nội tâm nàng cực kỳ trao đảo mẹ ơi rốt cuộc kẻ này muốn tu luyện ra thứ gì con hổ nhỏ kinh ngạc nàng rất tò mò từ khi nào bên ngoài lại có một vị thiên kiêu cường đại thế này người mang đạo thai tiên thiên thánh thể vạn cổ vô song một chiêu tiêu diệt cổ yêu hư không mà quan trọng nhất là người này đẹp trai phết hỗn đản đại ác nhân bại hoại chờ ca ca ta đến nhất định phải đánh ngươi giang rơi đầy đất a à, không đúng hình như ca ca sẽ bị đánh cho răng rơi đầy đất. a à, không đúng, mau thả bổn tiểu thư đi. Hổ nhỏ kêu lên ngao ngao, ồn ào, quân tiêu dao nhàn nhạt mắng. Sau đó, hắn ném ra một nhúm bạch hổ canh kim hỏa nho nhỏ rơi trúng thân thể cổ yêu hư không. Một lát sau, mùi bạch tuộc nướng thơm phức bay ra. Hổ nhỏ đang ẩm ý bỗng hấp hái cái mũi nho nhỏ, bụng reo lên ủng ục. Ngươi, ngươi làm cái gì vậy? Hổ nhỏ che bụng nhỏ, cảnh giác ra mặt chương 2314 ngưng tụ dị tượng pháp thân tham dự trận chiến thiên kiêu. chương 2314 ngưng tụ dị tượng pháp thân tham dự trận chiến thiên kiêu. Quân tiêu giao không thèm để ý đến, lúc này, có tiếng phong lôi hạo đáng từ trong cơ thể quân tiêu giao vọng ra. Xung quanh hắn, dị tượng kinh khủng ngưng tụ, pháp tác đan cài vào nhau. Quân tiêu giao lại lần nữa tế ra máu quả tim, thả vào nơi ngưng tụ kia. Một pháp thân bắt đầu hình thành, cuối cùng, trong ánh mắt khiếp sợ của hổ nhỏ, một thân ảnh xuất hiện, giống quân tiêu giao như đúc. Chính là dị tưởng pháp thân thứ nhất mà quân tiêu giao tu luyện ra được. Dị tưởng pháp thân này cũng giống như quân tiêu giao, trên thân tỏa ra uy áp đáng sợ, khiến cho hư không xung quanh rung động. Mặc dù khôn thể thâm sâu khó lường như bản thân quân tiêu giao, nhưng chắc chắn cũng là thứ kinh khủng. Không sai, mới chỉ ngưng luyện sơ bộ thôi, có chừng một hai phần sức mạnh của ta. Quân tiêu giao phỏng đoán, nếu dị tưởng pháp thân cô động thành công, chắc chắn sẽ mạnh hơn pháp thân bình thường ngưng tụ ra nhưng vẫn không bằng nhất khí hóa tam thanh nhất khí hóa tam thanh hoàn toàn có thể xem như ba bổn tôn mà dị tượng pháp thân không thể trưởng thành chỉ có thể dựa vào thực lực của quân tiêu giao lớn mạnh hơn mà bành trướng nhưng thế cũng đủ rồi chờ tu luyện dị tượng pháp thân đại thành sẽ không yếu hơn bổn tôn bao nhiêu mà sáu dị tượng pháp thân chắc là đủ rồi mặc dù chỉ có một hai phần người thực lực của ta nhưng tham dự trận chiến thiên kiêu hai giới chắc cũng đủ sau khi gặp hổ nhỏ, quân tiêu giao đã tính toán được. Hắn muốn tiến vào huyền hoàng vũ trụ sớm một tí, cho nên chẳng mảy may hứng thú với trận chiến thiên kiêu hai giới. Vừa tiện, để cho dị tượng pháp thân đi, dị tượng pháp thân cũng có cùng suy nghĩ với quân tiêu giao, không phân khác biệt với hắn. Pháp thân hiểu được, khẽ gật đầu, cất bước, phá không mà đi. Quân tiêu giao nhìn sang hổ nhỏ đang run lẩy bẩy kia. Hổ nhỏ bị dọa rồi, đại ác nhân này, không nói đến thực lực bản thân vì sao pháp thân hắn ngưng tụ ra cũng khủng bố đến thế. Cảm giác đủ để quét sạch tứ phương vậy, rốt cuộc tên này yêu nghiệt cỡ nào, cho dù là hổ nhỏ, lúc này trong lòng cũng cực kỳ hoang mang. Đặc biệt là ánh mắt quân tiêu giao nhìn nàng, mặc dù rất bình thản. Nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy lạnh sống lưng, ngươi, ngươi muốn thế nào, hổ nhỏ tỏ vẻ hung ác, nhưng nhìn kỹ thì rõ ràng đang sợ lắm rồi. Nếu ngươi từ huyền hoàng vũ trụ tiến vào hỗn giới, vậy chắc chắn biết đường về nhỉ. Dẫn đường đi, Quân Tiêu giao vào thẳng vấn đề chính, "Muốn ta dẫn đường cho ngươi à?" Khôn thể nào, Bạch Linh ta thẳng thắn cương nghị. Hổ nhỏ còn chưa nói hết câu, thì thấy Quân Tiêu giao đem con cổ yêu hư không, không, là bạch tuộc lớn đã nướng chín lại gần. Cho dù cổ yêu hư không còn nhỏ nhưng một thân huyết nhục chắc chắn đều là tinh hoa. Có thể gọi là bảo dược huyết nhục, sinh linh bình thường phục dụng sẽ có tác dụng lớn với tu vi nhục thân. Chớ nói chi là lúc này, bạch tuộc vừa bị bạch hổ canh kim hỏa nướng thịt màu mỡ, tươi non mỡ màng. Bản thân ngọn lửa đã là thứ mà hổ nhỏ tha thiết ước mơ. Bụng nàng lập tức sôi lên ủng ục, nếu ngươi đồng ý, cả con cổ yêu hư không này sẽ là của ngươi. Quân tiêu dao mỉm cười nói, muốn dùng thứ này mua chuộc ta à, không thể nào, hôm nay bạch linh ta có chết ở đây cũng sẽ không ăn thứ bố thí này của ngươi. Nhưng một lát sau, đại ác nhân, đại phôi đản, người quá ác độc, quá ghê tởm. Ôi ôi, thật là thơm nha hổ nhỏ vừa nghiến răng nghiến lợi chửi vừa gặm bạch tuộc quân tiêu dao nhếch miệng cười nhạt hổ nhỏ nhanh chóng giải quyết món bạch tuộc nướng bụng nhỏ tròn xoe đương nhiên đây không phải chỉ đơn thuần là ăn mà còn là luyện hóa bằng không cái bụng nhỏ của nàng cũng sẽ không chứa nổi cả con cổ yêu hư không lúc này toàn thân hổ nhỏ đang dâng lên tinh khí huyết nhục tinh hoa huyết nhục của cổ yêu hư không rất có lợi với nàng được rồi ăn xong rồi hẳn là nên làm việc đi thôi nhỉ mà chắc hẳn ngươi biết ta muốn đối phó ngươi cũng không cần tốn nhiều sức nhỉ. Quân tiêu giao chắp tay nói, rốt cuộc ngươi là ai? Sự cường đại của quân tiêu giao dọa cho nàng không sinh nổi lòng phản kháng. Nàng chỉ muốn biết thân phận của quân tiêu giao. Quân tiêu giao, đương nhiên cũng là thiếu chủ đế tộc Vân Thị Vân Tiêu. Quân tiêu giao thản nhiên trả lời, cái gì, đế tộc Vân Tiêu, hổ nhỏ trợn tròn hai mắt, nàng là thiên kiêu bạch hổ thần điện, nên nàng biết những thế lực bên ngoài muốn xâm nhập huyền hoàng vũ trụ quan trọng nhất trong số đó là 8 đế tộc, mà đế tộc Vân Thị là mạnh nhất trong số 8 đế tộc. Cao tầng của Bạch Hổ Thần Điện không chỉ một lần nhắc đến. Nếu có thể đánh được đế tộc Vân Thị, muốn đối phó với các đế tộc còn lại không vấn đề gì. Hổ nhỏ không thể nghĩ ra nổi vị yêu nghiệt trước mặt mình đây lại là thiếu chủ đế tộc Vân Thị. Nhưng nàng biết, quân tiêu giao muốn mình dẫn theo hắn tới huyền hoàng vũ trụ chắc chắn là có âm mưu. Hổ nhỏ lập tức hối hận, thế nào, muốn ăn chùa sao, quân tiêu giao vẫn bình tĩnh, không có, không có, mặc dù quân tiêu giao không tỏ thái độ gì, nhưng hổ nhỏ vẫn luôn cảm thấy sợ hãi đến phát hoảng. Vị công tử áo trắng nhìn thì có vẻ ôn tồn lễ độ này. Chắc chắn không phải hạng người lương thiện, càng sẽ không nể mặt mình đáng yêu mà nhân từ nương tay với mình. Dưới hung uy bức bạch, cuối cùng hổ nhỏ đành thỏa hiếp. Biến về bản thể của ngươi cho ta xem một chút, quân tiêu giao nói, mặc dù hổ nhỏ tâm không cam tình không nguyện, nhưng vẫn biến về bản thể. Tại bạch hổ thần điện, phần lớn tu sĩ chỉ có được huyết mạch và năng lực của bạch hổ mà thôi. Chỉ có huyết mạch thuần chính nhất mới có thể biến thân thành bạch hổ. Mà vừa vặn hổ nhỏ bạch linh chính là có huyết thống như thế. Sau một lúc sáng loang loáng, hổ nhỏ biến thành hổ nhỏ, nhìn qua thì không giống bạch hổ, mà giống một con mèo trắng như tuyết. Lông tóc như tuyết, không mảy may tỉ vết, con người như bảo thạch, đáng yêu đến mức không nữ tử nào rời mắt nổi. Trường 2315 trận chiến thiên kiêu hai giới bắt đầu chương 2315, trận chiến thiên kiêu hai giới bắt đầu. Dù là quân tiêu giao cũng không biết nói gì, chỉ hỏi, ngươi là hổ hay là mèo? Bạch hổ, bạch hổ, bồn tiểu thư là hổ trắng, không phải mèo trắng. Hổ nhỏ lại xù lông, nói nàng là mèo là vũ nhục lớn nhất, như mắng một người không giống người vậy. Mặc dù trước kia cũng có người nói nàng như thế, ừm, nếu tiến vào huyền hoàng vũ trụ, ngươi cũng không thể quá nổi bật. Quân tiêu giao trầm ngâm một lát, trượt đánh một trưởng vào hổ nhỏ. Đương nhiên hắn không làm nàng bị thương, hắn chỉ đánh phòng ấn cấm chế vào trong cơ thể nàng, phòng ngừa nàng làm ra chuyện thiếu đầu óc nào đó. Một bên khác, chúng một trường này của quân tiêu giao. Lông tóc hổ nhỏ cũng thay đổi, một thân lông tóc trắng như tuyết đổi thành màu cam. Nói cách khác, nhìn bề ngoài, hổ nhỏ đã hoàn toàn biến thành một con mèo vàng. Ngươi làm gì ta thế hả? Ta là bạch hổ cổ xưa hung hãn cường đại đấy. Mau biến ta lại như cũ. Hổ nhỏ ngẩn ngơ, rồi dương nanh múa vuốt phản đối nàng cảm thấy được ác ý và vũ nhục thật sâu từ quân tiêu giao. Ngồi xuống cho ta, quân tiêu giao thản nhiên nói, hổ nhỏ không thể tự điều khiển mà lập tức nằm xuống. Ngươi vừa làm gì ta? Hổ nhỏ ngẩn ngơ, chỉ gieo cấm chế vào cơ thể ngươi thôi, tránh cho ngươi khỏi làm loạn, thế mới làm thú nuôi được. Quân tiêu giao nhắc đại quất, không, là hổ nhỏ lên, đi sâu vào trong hỗn giới, cũng là cánh cửa tiến vào huyền hoàng vũ trụ. Mà bên kia, nơi trận chiến giữa thiên kiêu hai giới diễn ra. Đại chiến đã tiến hành đến khúc gai cấn, thiên kiêu hai giới đều phái nhân tuyển bên phe mình ra, tiến hành nhiều vòng chiến đấu. Nhưng thiên kiêu tám đế tộc rất căng thẳng, thật sự thiên kiêu huyền hoàng vũ trụ không hề yếu, có lẽ vì huyền hoàng vũ trụ là một vũ trụ đa nguyên. Chất lượng thiên kiêu ở đó rất cao, bất luận là cảnh giới tu vi sẽ chỉ có mạnh hơn thiên kiêu bên ngoài. Đương nhiên, thiên kiêu tám đế tộc cũng không phải quả hồng mềm, cho nên hai bên đánh nhau cũng rất có đến có đi. Mà bên đế tộc vân thị, Vân Ngọc Xanh hơi tái mặt, bên môi có vệt máu tươi. Nhưng đối thủ của nàng đã vẫn lạc, thiên kiêu hai giới chiến tranh không phải là luận bàn, mà là phân sinh tử, là tử chiến. Ngọc Xanh, trận tiếp theo người còn muốn ra sao? Vân Thanh Lêm bên cạnh cũng đang bị thương, vì Vân Huyền hư bế quan tu luyện, tạm thời quân tiêu giao cũng chưa về, nên chỉ có mấy người bon họ ra chiến. Thiếu chủ còn chưa tới, ta nhất định phải ra, không thể làm mất uy thế của gia tộc. Vân Ngọc Xanh kiên định nói, a à, trận tiếp theo để ta ra đi đế tộc vân thị các người còn có ai có thể xuất chiến không lúc này một vị nam tử bước ra từ trong trận doanh phe huyền hoàng vũ trụ trên lưng mọc một đôi cánh có phong lôi cuốn quanh khí thế cực kỳ cường đại đây là một tộc đặc biệt trong huyền hoàng vũ trụ chiến lực đơn thể rất dữ dội sở dĩ gã chọn lựa đế tộc vân thị cũng là vì hình như đế tộc vân thị là con dê đầu đàn của tám đế tộc nếu áp chế được nhuệ khí của đế tộc vân thị chẳng khác nào áp chế được nhuệ khí của tám đế tộc nhưng ngay khi Vân Ngọc Sinh muốn ra, một bóng hình áo trắng như tuyết đã cất bước đi tới. Thiếu chủ, vừa thấy quân tiêu giao xuất hiện, tộc nhân đế tộc Vân thì ai nấy đều hưng phấn. Một số thiên kiêu các đại đế tộc khác chưa từng thấy quân tiêu giao cũng có vẻ khác lạ. Hắn chính là vị Vân tiêu thiếu chủ kia, đông phương khinh vũ liếc mị mắt nhìn sang, khó nén nổi vẻ kinh diễm. Có câu, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Mặc dù thanh danh quân tiêu giao rất lớn, nhưng dù sao cũng vẫn chưa từng tận mắt chứng kiến, lại thêm nữ tử đế tộc Đông Phương vốn có tư duy nữ tôn cố hữu. Cho nên, trước đó Đông Phương khinh vũ cũng không xác định được rõ ràng quân tiêu giao là người thế nào. Nhưng hiện tại, sau khi nhìn thấy quân tiêu giao, cho dù là Đông Phương khinh vũ mắt nhìn hà khắc cũng không thể tìm ra nổi tí tì vết nào từ nam tử áo trắng này. Cảm giác này như một miếng ngọc thô tự nhiên mà thành, không cần phải tạo hình. Vì đã đạt tới trạng thái hoàn mỹ nhất, nếu chỉ có dung mạo kinh diễm, với Đông Phương khinh Vũ cũng chỉ có chút xúc động về mặt sinh lý thôi. Nhưng mà, nàng có thể cảm giác được, quân tiêu giao tản ra một cỗ uy áp mơ hồ, thực sự hắn có thực lực khủng bố, đây chính là một đối tượng kết minh hoàn mỹ, thậm chí còn có thể đưa luôn cả mình tới, đây chính là đối tượng kết minh hoàn mỹ nhất mà Đông Phương khinh Vũ có thể tìm tới. Với thân phận địa vị này, còn cả khí phách thực lực này, hắn tuyệt đối có tư cách đối kháng chính diện với Đông Phương Ngạo Nguyệt. Đông Phương khinh Vũ nghĩ thầm, Nàng muốn tìm Minh Hữu có thể đối kháng, thậm chí áp chế Đông Phương Ngạo Nguyệt. Quân Tiêu Dao có vẻ như là phù hợp với yêu cầu này một cách hoàn mỹ. Lúc này, đương nhiên Quân Tiêu Dao không để ý tới ánh mắt của Đông Phương Khinh Vũ. Hắn đi tới bên cạnh Vân Ngọc Sinh, nhìn máu tươi bên môi nàng. Thoải mái vươn tay lau đi, "Thiếu chủ đại nhân." Khuôn mặt xinh đẹp của Vân Ngọc Sinh ửng hồng, đáy lòng hơi nhảy lên. Nàng đã sớm ngưỡng mộ Quân Tiêu Dao, nhưng Vân Ngọc Sinh có một nghi hoặc. Mặc dù khí thức của quân tiêu giao trước mặt đây khiến cho người ta cảm thấy rất áp lực. Nhưng nàng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Bởi vì trước kia, với quân tiêu giao, nàng luôn cảm thấy như cái giếng cổ, thâm sâu không thể đo đong. Thậm chí đến khí thức cũng không thể phát hiện ra. Chính sự thâm sâu khó lường này mới mang lại áp lực lớn nhất cho người đối diện. Nhưng quân tiêu giao hiện tại lại đang mơ hồ tiết ra khí thức kinh khủng, thậm chí còn không ổn định. Đương nhiên, Vân Ngọc Sinh cũng không mơ tưởng gì, nàng cũng không cách nào nhìn thấu được quân tiêu giao. chương 2316 huyền hoàng vũ trụ chấn kinh. chương 2316 huyền hoàng vũ trụ chấn kinh. Vất vả cho người rồi, tiếp theo cứ để ta tới. Quân tiêu giao cười cười, cất bước đi vào chiến trường đối chiến trong hư không. Bên đế tộc đạm đài, đạm đài thanh viền cùng đạm đài Minh Châu cũng mừng rỡ nhìn quân tiêu giao, hai mắt sáng lấp lánh. Quân tiêu giao cũng nhìn sang các nàng, khẽ gật đầu tỏ ý. A, à, người là thiếu chủ đế tộc vân thị kia sao? Thiên kiêu huyền hoàng vũ trụ có cánh sau lưng lên tiếng hỏi. Nếu là thiếu chủ đế tộc vân thị, gã sẽ phải nghiêm túc một chút. Nhưng gã vẫn tự tin, bằng vào phong lôi thần xí siêu tốc độ của mình, cho dù không địch lại, muốn giữ mạng vẫn được. Quân tiêu giao không nói nhảm, áp xuống một trường, hàng tỷ vạn sợi quang hoa nở rộ, hư không dung chuyển, như có phạm âm đại đế vang lên, càn khôn chuyển động, tinh vũ phá diệt. Phụt phụt, vị thiên kiêu hai cánh phong lôi sau lưng còn chưa kịp phản ứng đã bị một bàn tay đập chết rồi. Vị tiếp theo, quân tiêu giao chắp một tay sau lưng, thản nhiên nói. Cái này, ai có thể nói cho ta vừa rồi chuyện gì đã xảy ra thế? Tu sĩ huyền hoàng vũ trụ nhìn nhau hoang mang mờ mịt. Đừng nói bọn họ, ngay cả bên phe tám đế tộc, rất nhiều thiên kiêu cũng phải hít vào một hơi khí lạnh. Một bàn tay chụp chết một vị thiên kiêu huyền hoàng vũ trụ. Cho tới bây giờ, có thể nói đây là trận chiến ngắn gọn nhất thực lực của hắn, trên lâu thuyền của đế tộc Đông Phương, Đông Phương khinh vũ hơi nhướn đôi mắt đẹp, có vẻ giật mình. Có vẻ như thực lực của vị vân tiêu thiếu chủ này nằm ngoài dự đoán của ta. Để ta tới, một sinh linh đầu người thân chim xuất hiện, toàn thân đều là ánh vàng rực rỡ, sức mạnh pháp tác đan cải thành đầy trời kim vũ. Quân tiêu giao vẫn tắt một cái tới, ầm, càn khôn như nổ tung, mảnh đất ở đó, đến cạnh cũng không còn, vị tiếp theo. Giọng nói của quân tiêu giao vẫn cứ nhàn nhạt như thế, Ta giết, tu sĩ huyền hoàng vũ trụ đều mốc trệ như gặp ma. Ta tới, ta không tin thiếu chủ đế tộc bên ngoài có thể mạnh tới chừng nào. Một nam tử tóc đỏ xồm xoàm thân thể khỏe mạnh bước ra. Là thiên hỏa thiếu chủ của hỏa ma động, thực lực của gã không yếu hơn thiên kiêu ngũ đại thánh tộc bao nhiêu đâu. Có sinh linh huyền hoàng vũ trụ hoảng sợ nói. Tại huyền hoàng vũ trụ, thế lực cấp cao nhất là tứ phương thần điện và ngũ đại thánh tộc. Mà thực lực của vị thiên hỏa thiếu chủ này đã sắp đuổi kịp thiên kiêu đứng đầu năm thánh tộc rồi thiên hỏa thiếu chủ cũng không phải kẻ ngu, phòng ngừa bị miểu sát, vừa ra sân, gã đã tế luôn ra đại chiêu, vạn hỏa quy nhất, thiên hỏa Phật liên, thiên hỏa thiếu chủ hét dài một tiếng, vạn đốm hỏa diệm ông ánh lộng lẫy dung hợp thành một đóa sen lửa Mỹ luân Mỹ hoán Mỹ lệ. Nhưng quân tiêu dao vẫn chỉ vỗ xuống một bàn tay, sen lửa chôn vùi, người cũng không còn, lè lè, vị tiếp theo, quân tiêu dao thản nhiên nói. Ngọn lửa này đến bạch hổ canh kim hỏa hắn vừa luyện hóa cũng không bằng, còn dám khoe mẽ trước mặt hắn. Ta tới, ầm, vị tiếp theo, ta tới, ầm, vị tiếp theo, ta không tin, ầm, vị tiếp theo, người người choáng váng, tất cả tu sĩ huyền hoàng vũ trụ đều sợ ngây người, ngơ ngẩn ngơ ngác, ai nấy đều chết lặng vì quá rung động. Từ khi nào bên ngoài lại xuất hiện vị cường giả gặp người liền miểu sát thế này? Mặc dù lần này rất nhiều thiên kiêu đứng đầu huyền hoàng vũ trụ vẫn đang bế quan chuẩn bị, chưa tới. Nhưng có năng lực, có dũng khí tới tham dự trận chiến thiên kiêu hai giới ai cũng có năng lực, có tài năng trong đó thậm chí không thiếu những thiên kiêu cũng có phần danh tiếng như thiên hỏa thiếu chủ kết quả đều rơi vào kết cục một chiêu giết gọn đây quả thực là tiện tay miểu sát người qua đường mà thiếu chủ đế tộc vân thị lại cường đại đến thế một số tu sĩ huyền hoàng vũ trụ cũng thấy lạnh lòng nhân vật bực này nếu trưởng thành hoàn toàn sẽ có uy hiếp quá lớn tới huyền hoàng vũ trụ mà bên phe huyền hoàng vũ trụ bầu không khí đang lặng đi bỗng một bóng người tiến tới thiếu chủ đế tộc vân thị sao để cho phù đồ hồng ta tới chiếu cố ngươi, một vị nam tử áo đen trẻ tuổi chắp tay mà đến, mang theo y tứ thân cư cao vị lộng lẫy. Là thiên kiêu phù đồ hồng của phù đồ thánh tộc, không ngờ người này đã tới rồi. Vị nam tử trẻ tuổi này vừa xuất hiện đã khiến trận địa phe huyền hoàng vũ trụ oanh động. Vị này chính là thiên kiêu phù đồ thánh tộc một trong năm thánh tộc. Là thiên kiêu tầng cao nhất chân chính của huyền hoàng vũ trụ. Mặc dù có lẽ không phải là tồn tại mạnh nhất, yêu nghiệt nhất nhưng hiển nhiên không phải cùng một đẳng cấp với thiên hỏa thiếu chủ ban nãy. Bản thân thiên kiêu thánh tộc đã tượng trưng cho thân phận rồi. Phù đồ hồng ra trận, quân tiêu giao vẫn thản nhiên không để ý, tùy ý vỗ một trường. Oanh, trước vô số ánh mắt tập trung của tất cả tu sĩ huyền hoàng vũ trụ. Toàn thân phù đồ hồng bốc lên thần quan huyền diệu, trên trán hiển hiện phù đồ thần văn của phù đồ thánh tộc. Gã đã ngăn được một chiêu này của quân tiêu giao, tốt, quá tốt rồi không hổ là thiên kiêu thánh tộc của huyền hoàng vũ trụ ta, quả nhiên thực lực không phải để trưng cho đẹp. Tu sĩ huyền hoàng vũ trụ đều vô cùng phấn chấn, hoan hô. Cho tới giờ bọn họ chưa bao giờ từng nghĩ có một ngày lại hưng phấn gieo hò vì có người có thể ngăn được một đòn của thiên kiêu bên ngoài. Ồ, quân tiêu giao hơi nghiêng đầu sang một bên, thiên kiêu năm thánh tộc, quả nhiên có khác biệt. Một khắc sau, hắn vẫn dáng xuống một trường, nhưng lần này, hư không xung quanh hắn như có vô số đế ảnh hiển hiện, hiện. Vạn đế quốc bái, gia trì cho một trường này. Ầm, um, một trường giáng xuống, hư không đều băng diệt, một lỗ đen tối thui như mực xuất hiện, chôn vùi tất cả vật chất. Cả phù đồ hồng cũng biến mất, nếu một trường không đủ thì cho thêm trường nữa. Vị tiếp theo, giọng nói của Quân Tiêu Dao vẫn bình thản, không khói không lửa. Hai chiêu giết một vị thiên kiêu thánh tộc, hắn cũng chẳng cảm thấy mình thành công. Chúng tu sĩ huyền hoàng vũ trụ, chương 2317 một người áp toàn tràng. Chương 2317, một người áp toàn tràng. Lúc này, không cách nào hình dung được tâm tình của chúng tu sĩ Huyền Hoàng Vũ Trụ. Bọn họ hạ chiến thư, khiêu khích đế tộc bên ngoài. Không phải vì muốn chèn ép uy phong của bọn họ sao? Nhưng sao bây giờ lại cảm thấy bên mình sắp sập rồi? Các thiên kiêu khác không địch lại thì thôi đi, nhưng Phù Đồ Hồng là thiên kiêu của năm thánh tộc đó. Mặc dù trong năm thánh tộc cũng không phải là cấp cao nhất, nhưng chắc chắn không phải người qua đường A mà ai cũng có thể dễ dàng chụp chết. Rốt cuộc vị thiếu chủ đế tộc Vân Thị này là nhân vật gì thế? Rất nhiều tu sĩ huyền hoàng vũ trụ nhìn sang quân tiêu giao. Mặc dù cũng có ánh mắt hận thù nhưng càng nhiều hơn là sợ hãi và kiêng kỵ. Chỉ một người mà cường đại đến mức vượt qua mọi nhận thức của bọn họ. Đến căm hận cũng cần có dũng khí nhất định. Lúc này, bên trận tuyến phe huyền hoàng vũ trụ có khí thức đáng sợ mơ hồ đang nổi lên. Như muốn khóa chặt quân tiêu dao bên bát đế tộc cũng có khí thức cường giả hiển hiện thế nào chẳng lẽ huyền hoàng vũ trụ các ngươi không chịu nổi bị thua sao có cường giả đế tộc lạnh lẽo hỏi hừ bên trận tuyến huyền hoàng vũ trụ có tiếng hử lạnh vang lên rút lui một đám sinh linh huyền hoàng vũ trụ bắt đầu xám xịt rút lui bộ dáng có vẻ khá chật vật có thể nói kết quả chiến tranh thiên kiêu hai giới lần này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ với huyền hoàng vũ trụ mà nói cho dù lui một vạn bước bọn họ cũng có thể đánh một trận 5 năm với thiên kiêu bên ngoài. Nhưng bây giờ thì sao? Một đám thiên kiêu huyền hoàng vũ trụ bị một vị thiên kiêu bên ngoài ép cho không thở nổi. Quả thực là như tử thần, khiến bọn họ mất hết dũng khí khiêu chiến. Thiếu chủ uy vũ, thấy tu sĩ huyền hoàng vũ trụ rút lui hết, bên đế tộc phân thị, rất nhiều tộc nhân đều gieo hò bùng nổ. Quân công tử, mấy nàng đạm đài thanh tuyền cũng đi tới chiến thuyền của đế tộc phân thị. Hai mắt đạm đài thanh tuyền sáng lấp lánh, hiện ra dị sắc uy phong một mình hắn áp đảo toàn trường, đánh băng thiên kiêu huyền hoàng vũ trụ, khiến cho sĩ khí của bọn họ sụp đổ. Cũng chỉ có quân tiêu giao có được quyết đoán này, đạm đài thanh tuyền cảm thấy mình có thể quen biết, đồng thời ái mộ một vị nam tử tuyệt thế này thực là may mắn. Cho dù là thiên kiêu đế tộc khác, dù quan hệ với đế tộc vân thị thế nào đi nữa, nhưng lúc này ánh mắt vẫn không thể không kính nể và phức tạp. Đặc biệt là bên trận doanh đế tộc Hạ Hầu, Hạ Hầu Phong Vân nhìn thấy thực lực của quân tiêu giao cũng chỉ có thở dài, hoàn toàn không có tâm tư muốn đối kháng. Vị trung thánh của đế tộc hạ hầu kia thì không đến đây. Thậm chí cường giả đế tộc khác lúc này tâm tư cũng khá phức tạp. Nếu quân tiêu giao sinh trong tộc bọn họ thật là tốt biết bao. Đế tộc Vân Thị đã có một vị thiên nhai đại đế rồi, không cần có thêm một nhân vật yêu nghiệt như thế nữa. Khi mọi người ở đây đang cảm khái, thì một chuyện không ai tưởng tượng nổi đã phát sinh. Bên trận doanh đế tộc Đông Phương, Đông Phương khinh vũ xinh đẹp việt sắc, một thân váy lụa đỏ bó sát người nhẹ nhàng bước tới chiến thuyền đế tộc Vân Thị. Chăm nghe không bằng một thấy, Vân Tiêu thiếu chủ đã cho khinh vũ được mở rộng tầm mắt. Đông phương khinh vũ eo thon ngực nở, dáng người cực dai, diễm sắc tuyệt luân. Đặc biệt là tiếng chuông đinh đang vang lên theo từng bước chân nàng như có thể cuốn tâm thần người ta hoảng hốt, triệt để luân hãm trong đó. Một số nam tử thiên kiêu đế tộc không tự chủ mà ánh mắt dính chặt vào đông phương khinh vũ như sắt gặp nam châm. Một lát sau, một vài thiên kiêu đế tộc mới tỉnh táo lại mồ hôi lạnh chảy dòng dòng sau lưng thuật mê huyễn thật khủng khiếp giơ tay nhấc chân lại có uy lực đến vậy nếu là chiến đấu thực sự không tưởng tượng nổi hậu quả thế nào rất nhiều người hơi hơi run sợ vị nhị tiểu thư bị đại tiểu thư áp đông phương ngạo nguyệt áp chế gắt gao trong đế tộc đông phương này hình như cũng không vô năng như trong tưởng tượng thậm chí có thể là một nhân vật ẩn giấu rất sâu chật chật nữ tử đế tộc đông phương thực sự không tầm thường vị đông tôn huyết công chúa kia thì thôi đi không ngờ vị nhị tiểu thư này cũng có thể đến mức đó các đế tộc khác lập tức có cách nhìn mới về đế tộc đông phương thì ra là tiểu thư đế tộc đông phương quân tiêu dao mỉm cười gật đầu theo đúng lễ nghi ánh mà đông phương khinh vũ có vẻ thâm thúy ánh mắt quân tiêu dao vẫn trong sáng không bị nàng ảnh hưởng xem ra vị thiếu chủ này cũng không phải hạng người ham mê nữ sắc nếu vậy muốn kết giao cũng không dễ đâu đương nhiên Đông Phương Khinh Vũ vẫn rất tự tin vào mị lực của mình. Gần đây thanh danh Vân Tiêu thiếu chủ như sấm bên tai, Khinh Vũ cũng khá tò mò. Không biết sau này có cơ hội cùng Vân Tiêu ITG luận bàn luận đạo không? Đông Phương Khinh Vũ hỏi, nàng vừa dứt lời, tất cả mọi người đều trợn tròn hai mắt. Đây là nữ tử đế tộc Đông Phương sao? Từ khi nào lại ôn hòa với nam tử như thế? Thậm chí còn chủ động yêu cầu nữa. Không hổ là Vân Tiêu thiếu chủ nha, ngay cả nữ tử đế tộc Đông Phương cao cao tại thượng xem thường nam nhân cũng nguyện ý chủ động mời chào. Nam nhân sống được tới thế này cũng coi như đáng giá. Rất nhiều người cảm khái, muốn nữ tử đế tộc Đông Phương thần phục còn khó hơn cả lên trời. Đương nhiên là được, dù sao thì huyền hoàng vũ trụ cũng sắp mở ra rồi, thiên kiêu tám đế tộc cũng cần câu thông hợp tác nhiều hơn mới phải. Quân tiêu giao ôn tồn lễ độ mỉm cười, trong lòng hắn có thể xác định được, vị nhị tiểu thư đế tộc Đông Phương này chắc chắn có mưu đồ với mình liên tưởng đến tình hình hiện tại của nàng ở đế tộc đông phương bị chèn ép đến xấu hổ quân tiêu giao cũng gần như hiểu được mục đích nàng muốn chủ động làm quen nhưng quân tiêu giao cũng không phản cảm dù sao thì hắn cũng có thể lợi dụng ngược lại đông phương khinh vũ nếu hắn có thể khống chế đông phương khinh vũ lại để cho đông phương khinh vũ khống chế đế tộc đông phương như vậy chẳng phải hắn đã khống chế cả đế tộc đông phương sao đương nhiên dù có không được thì ít ra đế tộc vân thị cũng có thêm một minh hữu kiên định Chương 2318 Đông Phương Khinh Vũ cho mời. Chương 2318, Đông Phương Khinh Vũ cho mời. Đây là suy nghĩ hiện tại của Quân Tiêu giao, bởi vì hắn còn chưa nhìn thấy vị Đông Tôn Huyết công chúa Đông Phương Ngạo Nguyệt trong truyền thuyết kia. Lúc này, Đạm Đài Thanh Tuyền và Vân Ngọc Sinh có thể cảm giác được mục đích Đông Phương Khinh Vũ tiếp cận Quân Tiêu giao không chỉ đơn giản như thế. Trực giác của nữ nhân lúc nào cũng rất đáng sợ, mà Vân Ngọc Sinh và Đạm Đài Thanh Tuyền nhìn nhau, chớp mắt trở thành đồng minh hiếm có một trái một phải, đứng bên cạnh quân tiêu giao. Nếu luận đạo, các nàng cũng muốn tham gia. Hửm, thấy ánh mắt mang theo địch ý của hai nàng, Đông Phương khinh vũ cũng chẳng nói gì nữa. Mình đường đường là nhị tiểu thư đế tộc Đông Phương, lại luôn lạc tới mức phải đi tranh giành tình cảm với nữ nhân khác sao. Với nữ tử xuất thân đế tộc Đông Phương, đây là chuyện không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng nghĩ tới tình cảnh mình bị chèn ép trong tộc, quân tiêu giao thực sự là đối tượng kết minh và kết thông gia tốt nhất. Đông Phương Khinh Vũ ít sâu một hơi, bày ra hết đường cong sung mãn, mê người nói. Vậy Khinh Vũ sẽ chờ quân công tử luận đạo. Đông Phương Khinh Vũ chấp chấp mắt đẹp, trận chiến giữa thiên kiêu hai giới cứ như vậy mà tạm thời khép lại. Kết quả đầy tính ý kịch như thế chắc chắn sẽ khiến cả hai giới rung động. Tại giới hải, thanh danh quân tiêu giao sẽ bay lên một đỉnh cao mới. Mà tại huyền hoàng vũ trụ, danh tiếng giới ngoại ma vương một chiêu miểu sát thiên kiêu cũng sẽ vang xa. Nhưng mà, tất cả mọi người đều không biết. Quân tiêu giao hiện thân trong trận tranh tài của Thiên Kiêu hai giới chỉ là dị tượng pháp thân mà thôi, thực lực cũng chỉ bằng một hai phần quân tiêu giao. Mà bản tôn quân tiêu giao đã đến huyền hoàng vũ trụ rồi, ở chỗ sâu trong hỗn giới, kẽ nứt không gian phủ khắp mọi nơi, thậm chí không chỉ riêng kẽ nứt, thi hài của các cường giả cổ đại cũng rải rác khắp nơi. Càng xâm nhập chỗ sâu trong hỗn giới, thì càng hung hiểm. Nếu không cẩn thận bước sai thì sẽ tiến vào tuyệt địa. Ở nơi đây cái chết ngược lại là sự may mắn đáng sợ nhất là lâm vào không gian vô tận hỗn loạn vĩnh viễn không cách nào thoát thân mà bên trong không gian hỗn loạn như vậy một bóng người áo trắng cướp bước đi tới đó chính là quân tiêu dao trên vai của hắn có một con mèo màu cam chính là tiểu bạch hổ tâm không cam tình không nguyện nơi đây quả nhiên có chút hỗn loạn cho dù là với sức mạnh nguyên thần cường đại của quân tiêu dao dùng thần hồn cảm giác để nhìn cũng không thể nào tìm được con đường phía trước cũng khó trách bát đại đế tộc phải chờ tới khi hỗn giới hoàn toàn ổn định lại, mới tiến vào huyền hoàng vũ trụ. Người dẫn đường tốt nhất là phải chính xác, nếu không thì người gặp nạn chính là hai chúng ta đấy. Quân tiêu giao nói, yên tâm đi, ta không có ngốc như vậy, hơn nữa mệnh của bản tiểu thư đây còn chân quý hơn ngươi nhiều. Mặc dù tiểu bạch hổ vẫn tức giận như cũ, nhưng cũng đã có kinh nghiệm. Biết hiện giờ không cách nào phản kháng được đại ác nhân này. Nhưng đừng quên, Quy tắc thiên địa cao cấp của huyền hoàng vũ trụ kia có tác dụng áp chế thực lực đối với sinh linh ngoại giới. Càng cường đại thì càng gặp áp chế lớn. Tiểu Bạch Hổ cho rằng chỉ cần nàng đưa quân tiêu giao đến huyền hoàng vũ trụ. Đến lúc đó nàng sẽ có thời cơ chuyển mình. Hắc hắc, người lạ ngu ngốc, ta nhất định sẽ trả lại nỗi sỉ nhục ngươi gây ra cho ta bây giờ. Tiểu Bạch Hổ cười gần. Sau đó, qua thời gian không quá dài, phía trước, đột nhiên có rất nhiều thế giới tàn phá xuất hiện còn có không gian phong bạo vô cùng kinh khủng, biến thành một bức tường ngăn trở con đường phía trước. Quân tiêu dao không dừng bước lại, hắn rút kiếm ra, chém một nhát, kiếm quang tuyệt thế sáng chói, lan tràn vạn trược, giống như là xé mở bức màn trời đất. Không gian hạo đáng phong bạo phía trước, trực tiếp một phân thành hai. Nhìn đến đây, tiểu bạch hổ trên vai quân tiêu dao trong lòng có chút ngây ngốc. Hình như quân tiêu dao còn mạnh hơn nhiều so với suy nghĩ của nàng. Hơn nữa sau khi chém vào không gian phong bạo, mơ hồ có thể nhìn thấy một khe hỡ to lớn giữa không gian trời và đất. Hơn nữa ở trong khe đó, rõ ràng là một thế giới mênh mông tràn ngập sương mù. Quân tiêu giao có thể cảm giác được thiên địa quy tắc và đại đạo quy tắc ở trong đó khác với ngoại giới. Đó chính là huyền hoàng vũ trụ sao, ánh mắt quân tiêu giao thâm thúy, cho dù chỉ là đứng ở lối vào huyền hoàng vũ trụ. Hắn cũng có thể cảm giác được quy tắc hoàn chỉnh và linh khí phong phú của vũ trụ đó. Đây chắc chắn được coi là một bảo địa cũng khó trách bát đại đế tộc, đều vẫn luôn coi đây là một tảng mỡ dày. Quả nhiên là một nơi tốt để truyền giáo, quân tiêu giao cười cười, mặc dù bây giờ ở cửu thiên tiên vực, hắn đã có vô số tín đồ. Nhưng ở giới hải, vẫn chưa bắt đầu truyền giáo, quân tiêu giao mơ hồ cảm thấy, sau này có thể sẽ có yên thế đại hỏa kinh khủng không gì sánh nổi sinh ra. Hắn cần sớm chuẩn bị sẵn sàng, siêu tập đầy đủ sức mạnh tín ngưỡng, ôn dưỡng thần linh pháp thân. Đương nhiên, Quân Tiêu Dao cũng không hoàn toàn ỷ lại sức mạnh tín ngưỡng và thần linh pháp thân. Hắn cảm thấy, thực lực cảnh giới của bản thân mình tới thời điểm đó, chắc hẳn là cũng sẽ không quá kém. Hãy để ta trải nghiệm một chút, cái gọi là đa nguyên vũ trụ có diện mạo như thế nào. Thân hình Quân Tiêu Dao xé rách hư không, trực tiếp tiến vào bên trong Huyền Hoàng vũ trụ. Ngay khi hắn bước vào Huyền Hoàng vũ trụ, hắn cảm thấy một cỗ sức mạnh áp bách to lớn, giống như mỗi một tế bào đều bị Huyền Hoàng vũ trụ áp chế. Loại cảm giác này giống như là có mấy chục tòa núi huyền từ đặt ở trên cơ thể. Khí tức của quân tiêu giao dừng lại, mà cũng chính tại lúc này, tiểu bạch hổ ở trên vai hắn, bỗng nhiên bạo khởi. Đại ác nhân, rốt cục bản tiểu thư cũng chờ được cơ hội rồi, hãy xem ta. Ngồi xuống cho ta, quân tiêu giao thản nhiên nói, tiểu bạch hổ lập tức ngã nằm xuống đất, ngươi, ngươi không bị làm sao ư, tiểu bạch hổ run lẩy bẩy, chỉ là thế giới áp chế, đáng là gì, ngược lại là ngươi, có lẽ thật sự nên dạy bảo ngươi rồi. Quân tiêu giao giơ tay lên, đừng giết ta, tiểu bạch hổ run rẩy. chương 2319 tiến vào huyền hoàng vũ trụ. chương 2319 tiến vào huyền hoàng vũ trụ. 3. Cảnh tượng thịt nát xương tan trong tưởng tượng không xuất hiện. Chẳng qua là cái mông bị đánh, lập tức xương phồng lên. Đại ác nhân, ngươi, trong đầu tiểu bạch hổ trống rỗng, đều nói không sờ được mông hổ, chớ nói chi là đánh đòn. Ta, ta liều mạng với ngươi, tiểu bạch hổ xấu hổ giận dữ dương dương, dương nanh múa vuốt. Sau một khắc đồng hồ, còn dám làm loạn sao, quân tiêu giao thản nhiên nói, meo, không dám chủ nhân, tiểu bạch hổ lúng túng, ngậm lấy nước mắt, cái mông đỏ giống như là khỉ rồi. Để một con bạch hổ học tiếng mèo kêu, chắc chắn là sỉ nhục lớn nhất. Bạch linh ta, phải ẩn nhấn, chịu nhục, tên đại ác nhân sớm muộn sẽ gặp báo ứng ở huyền hoàng vũ trụ. Tiểu bạch hổ thầm mắng trong lòng nói với ta một chút về tình hình cụ thể ở huyền hoàng vũ trụ còn có tình hình của tứ phương trời chín đại vực nữa quân tiêu giao nói sở dĩ hắn giữ lại tiểu bạch hổ ngoài việc để nàng dẫn đường ra còn bởi vì nàng biết nhiều tin tức về nơi này mặc dù trong lòng tiểu bạch hổ không tình nguyện nhưng ít ra tạm thời bị quân tiêu giao dạy ngoan rồi không dám kháng cự nàng cũng nói với quân tiêu giao một chút về tình hình ở nơi đây quân tiêu giao thì đại khái hiểu rõ một chút bốn phương trời còn thần bí hơn so với chín đại vực địa lý và bố trí nơi đây có điểm giống với tiên vực và cửu thiên mà chín đại vực diện tích lãnh thổ bao la vô cùng mỗi một vực đều do một vị vực chủ thống lĩnh có chút giống với hình thức ở giới hải nhưng bởi vì huyền hoàng vũ trụ bản thân chính là một đa nguyên vũ trụ rộng lớn cho nên cho đến tận bây giờ vẫn chưa có người nào có thể nhất thống huyền hoàng vũ trụ trở thành chủ nhân vũ trụ mà trong chín đại vực nổi danh nhất chính là ngũ đại thánh tộc. Trước đó trong cuộc chiến giữa thiên kiêu hai giới, Phi Đồ Hồng kháng trụ được một trưởng của quân tiêu giao. Chính là thiên kiêu Phật thánh tộc, một trong ngũ đại thánh tộc. Xem ra huyền hoàng vũ trụ này có thực lực không hề yếu chút nào. Quân tiêu giao hiện tại xem như đã rõ, tại sao vân thị đế tộc không quá nguyện ý dùng vũ lực trấn áp huyền hoàng vũ trụ. Bởi vì như vậy, hoàn toàn chính xác không phải là phương pháp tốt nhất. Nhưng, điều này cũng không có nghĩ là quân tiêu giao không có cách. Từ tiểu bạch hổ hắn biết được, bên trong chín đại vực, có một vực, cực kỳ vắng vẻ, hoang vu. Đương nhiên, loại hoang vu này cũng chỉ là tương đối, so với những tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới thì vẫn tính là phong phú. Vực đó tên là Bắc Hoang Vực, bởi vì Bắc Hoang Vực tương đối cằn cỗi, cho nên ngay cả ngũ đại thánh tộc, đều không có hứng thú quá lớn với nơi này. Khu vực này, lòng xà cùng nổi lên, quần hùng giao thoa, vô số thế lực trải rộng nơi đây. Có thể nói, quả thực là nơi truyền giáo hoàn mỹ nhất. Hơn nữa ngũ đại thánh tộc, không quá để ý bác hoang vực. Quân tiêu giao cũng không cần lo lắng, vừa mới bắt đầu đã lộ ra chân tướng gì. Vậy trước tiên đi bác hoang vực xem một chút đi, khóe miệng quân tiêu giao mỉm cười. Bác hoang vực, người đi nơi đó để làm gì? Tiểu bạch hổ trong lòng nghi hoặc, nàng có chút không hiểu rõ, đại ác nhân rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Theo lý thuyết, giới ngoại người để mắt tới, không phải là địa vực có tài nguyên giàu có nhất ở huyền hoàng vũ trụ sao? Loại địa vực kia, tứ phương thần điện, ngũ đại thánh tộc, đều không hề quan tâm. Một tia lửa duy nhất cũng có thể đốt cháy cả một đồng cỏ, mà việc ta cần làm, chẳng qua chỉ là gieo một hạt giống mà thôi. Quân tiêu giao chắp tay, phá không mà đi, huyền hoàng vũ trụ vô cùng cổ lão minh mông, thân là vũ trụ đa nguyên hiếm có cổ giới hải, khó mà khảo cứu được lịch sử hình thành huyền hoàng vũ trụ. Nhưng trong huyền hoàng vũ trụ vẫn luôn có một truyền thuyết rằng, huyền hoàng vũ trụ đã từng có chủ nhân thậm chí toàn bộ huyền hoàng vũ trụ đều do vị kia sáng tạo ra. Mà sở dĩ đến bây giờ huyền hoàng vũ trụ vẫn không thể thống nhất, xuất hiện một vị chủ nhân vũ trụ mới. Là vì vị đứa con của thiên mệnh có thể kế thừa vị kia còn chưa xuất hiện. Mà bây giờ, huyền hoàng vũ trụ lại lần nữa xuất thế, đồng thời, giới hải cũng nổi sóng tư phía. Có tin đồn, rất có thể người trong thiên mệnh sẽ xuất hiện vào đời này. Đương nhiên, với rất nhiều tu sĩ của huyền hoàng vũ trụ, đây cũng chỉ là một tin đồn hư vô mờ mịt mà thôi vực bắc hoang chính là một trong chín đại vực của huyền hoàng vũ trụ nó nằm ở vùng cực bắc của huyền hoàng vũ trụ ở vị trí biên giới mà linh khí thiên địa và quy tắc ở đây đều không nồng đậm như ở khu vực trung tâm của huyền hoàng vũ trụ nhưng dù vực bắc hoang có vắng vẻ hoang vô cỡ nào đi nữa thì cũng là nằm trong huyền hoàng vũ trụ cho nên xét về phạm vi rộng lớn và tài nguyên không thể xanh với thế giới đại thiên thậm chí còn kém hơn cả một số vũ trụ đơn thể cần cỗi giữa vùng Bắc Hoang có một tòa thành trì khổng lồ có thể sánh với một ngôi sao có sinh mệnh. Tòa thành trì này trôi nổi trong tinh vũ, dòng người lui tới như dệt cười. Tòa thành này tên vô cực, là thành trì cực lớn, hiếm hoi ở vùng Bắc Hoang. Cũng có thể xem như là một phương thế lực to lớn. Thành vô cực do mấy gia tộc lớn trưởng quản, phủ thành chủ hoác gia đã từng có một khoảng thời gian rực rỡ. Gia chủ đã từng đảm nhiệm chức vực chủ của vực Bắc Hoang một thời gian ngắn. Mặc dù vực Bắc Hoang là vực hoang vu vắng vẻ nhất trong số 9 đại vực. Nhưng chỉ cần có thể trở thành chủ nhân một vực, chắc hẳn năng lực tu vi cũng sẽ không kém. Nhưng chỉ tiếc là, về sai gia chủ hoác gia có tới một cấm địa rồi không về nữa. Từ đó, vực Bắc Hoang lại quay về trạng thái vô chủ. Địa vị của phủ thành chủ hoác gia càng nguy hiểm hơn. chương 2320 thuần phục tiểu bạch hổ, bố trí trước. chương 2320 thuần phục tiểu bạch hổ, bố trí trước trong một tòa tử lâu huyên náo của thành vô cực, mọi người đều đang bàn bạc về đại sự gần đây mới xảy ra. trong đó chủ đề được bàn luận nhiệt liệt nhất chính là trận chiến của thiên kiêu huyền hoàng vũ trụ và thiên kiêu bên ngoài. trời ạ, à, không ngờ thiên kiêu giới ta lại bại thê thảm như thế, tu sĩ bên ngoài đều cường đại vậy sao? không phải là tu sĩ bên ngoài cường đại, mà là vị thiên kiêu nào đó thật cường đại, dễ dàng diệt sát bất kỳ thiên kiêu nào của giới ta chỉ trong phút chốc dù là thiên kiêu của phù đồ thánh tộc phù đồ hồng cũng bị giết gọn chỉ với hai chiêu. Sát thần, vị thiếu chủ đế tộc bên ngoài kia chín là một sát thần. Rất nhiều tu sĩ đều đang cảm thán, nhưng mà, ngay trong bao gian của tòa tử lâu này, một vị công tử áo trắng không nhiễm bụi trần khoan thai ngồi nâng chung trà, nhàn nhạt nhấp một ngụm. Sát thần, công tử áo trắng cười khẽ, khẽ lắc đầu. Đương nhiên hắn chính là quân tiêu giao đã tiến vào vực Bắc Hoang. Quân tiêu giao cũng không ngờ được, chỉ là một pháp thân dị tưởng vừa ngưng tụ sơ bộ ra thôi mà đã có thể giết xuyên Thiên Kiêu Huyền Hoàng Vũ trụ. Xem ra Thiên Kiêu Huyền Hoàng Vũ trụ không mạnh như trong tưởng tượng của hắn. Hoặc là nói, là quân tiêu giao quá mạnh, mạnh đến mức chỉ một dị tượng pháp thân cũng có thể vượt xa Thiên Kiêu cùng thời. Bên cạnh, hổ nhỏ đang chóp chép ăn ngon uống ngon. Mặc dù là tù nhân, nhưng hổ nhỏ cũng không thể không thừa nhận, quân tiêu giao nuôi mèo không keo kiệt. Trận chiến giữa Thiên Kiêu hai giới, sát thần Bọn họ nói tới ai thế nhỉ? Hổ nhỏ cắm móng vuốt vào đùi gà, Quân Tiêu Dao chỉ cười cười, đầu óc hổ nhỏ lóe lên, trợn trừng hai mắt mèo. Nàng nhớ lại, trước đó Quân Tiêu Dao từng dùng Bạch Hổ Kim Cang Hỏa rèn luyện ra một pháp thân. Chẳng lẽ, là pháp thân kia của ngươi? Hổ nhỏ ngơ ngác, không ngờ chỉ một cỗ pháp thân của ác nhân này lại có thể giết xuyên Thiên Kiêu Huyền Hoàng Vũ Trụ, thậm chí còn giết luôn cả Thiên Kiêu của năm thánh tộc. Điều này khiến cho hổ nhỏ cảm thấy hy vọng tìm lại được tự do ngày ngàng mong manh. E là nàng sẽ vĩnh viên rơi vào ma chảo của quân tiêu giao. Quân tiêu giao không để ý tới uất ức trong mắt hổ nhỏ. Bởi vì hắn nghe được một vài chủ đề khiến hắn hứng thú. Đúng rồi, lại nhắc đến vị thiên kiêu phù đồ thánh tộc phù đồ hồng vừa bị giết kia mới nhớ. Gần đây có một chuyện, chắc hửn ngươi có từng nghe nói chứ. Đương nhiên rồi, vị hoàn khố kia của phù đồ thánh tộc coi trọng vị tiểu thư hoác linh kia của hoác gia thành vô cực hoác linh tiểu thư từng nằm trong bảng mỹ nhân vực bắc hoang ta đấy nhưng ca ca nàng hoác phong lại có ý khác muốn hẹn ngạn công tử vào tháng sau ai nhớ ngày đó nếu có gia chủ hoác gia ở đây thành vô cực cũng sẽ không bị một vị hoàn khố công tử của phù đồ thánh tộc bước đến nước này hiện tại các gia tộc khác của thành vô cực đều muốn gả hoác linh cho ngạn công tử làm tiểu thiếp dùng nàng làm cái thang để leo lên cành cao rất nhiều tu sĩ vừa trò chuyện vừa cảm thán tuy nói bản thân thành vô cực không thể qua nổi năm thánh tộc nhưng thành vô cực đã từng cũng coi như là cường thịnh đặc biệt là hoác linh và hoác phong phụ thân bọn họ đã từng là đại đế quét ngang vực bắc hoang bằng không cũng sẽ không thể leo lên được vị trí vực chủ chỉ trong một thời gian ngắn ôi chỉ tiếc là hình như thiên phú của gia chủ hoác gia đều truyền thừa cho hoác linh tiểu thư cả rồi mà hoác phong kia mặc dù thiên phú không thể nói là tệ nhưng so với thiên kiêu thánh tộc thì cho dù ngạn công tử hoàn khố kia cũng có hơi quá sức rồi đáng tiếc hoắc linh tiểu thư lại phải gả cho tên hoàn khó kia quân tiêu giao nghe được rõ ràng từ phòng bao bên cạnh phụ thân tiến về cấm địa rồi mất tích thế lực gia tộc dần dần xuống dốc muội muội thiên tư bất phàm bản thân mình lại bình thường không có gì đặc biệt khá lắm cái này gọi là bắp chồng bắp đây thiết lập nhân vật hoàn hảo cục diện này nếu không có kỳ ngộ nào thì thực sự không nói nổi rồi mà quân tiêu giao nhớ phù đồ ngạn mà pháp thân của mình giết cũng là thiên kiêu phù đồ thánh tộc mà vị ngạn công tử, phù đồ ngạn này cũng là người của phù đồ thánh tộc. Nói không chừng, có lẽ cũng có thể là điểm để đánh vào thánh tộc. Dù sao thì loại đệ tử hoàn khố này cũng là quân cờ dễ khống chế nhất. Đi, quân tiêu giao đứng dậy, uống cạn ly trà, thuận tay nhấc hổ nhỏ lên, biến mất. Trong phủ thành chủ hoác gia của thành vô cực, nhìn khắp thì, tiên cung bảo cung, cung điện ngàn vạn. Thân là trung tâm của thành vô cực, phủ thành chủ của hoác gia cũng rộng lớn tráng lệ, khí phái bất phàm. Lúc này, trong một đại điện đang cãi nhau kịch liệt ta tuyệt đối không đồng ý gả muội muội ta cho tên ngạn công tử kia một vị nam tử trẻ tuổi diện mục tuấn lãng mày kiếm chạm tóc mai đang siết chặt nắm tay hàm răng nghiến chặt trên mấy cái ghế có mấy người có khí tức cường đại ngoại trừ đại trưởng lão hoác gia còn có trưởng lão của mấy gia tộc lớn của thành vô cực đều hội tụ ở đây hoác phong hôm nay người nói cái gì cũng là vô dụng bây giờ lối vào của huyền hoàng vũ trụ và giới hải sắp mở rồi nếu thành vô cực chúng ta không trèo lên được cành cao phù đồ thánh tộc, rất có thể sẽ sụp đổ trong lần náo động này. Một vị trưởng lão của Đỗ Gia lên tiếng, thành vô cực do bốn gia tộc lớn nắm giữ, Hoác Gia vẫn luôn chiếm vị trí phủ thành chủ. Nhưng từ khi phụ thân của Hoác Phong cũng chính là gia chủ Hoác Gia biến mất ở cấm khu. Hy vọng của Hoác Gia cũng không còn, bây giờ ba gia tộc lớn còn lại cũng ẩn ẩn có ý tứ muốn phân quyền. Mà trèo lên cành cao phù đồ thánh tộc chính là một trong những thủ đoạn của bọn họ dù vậy cũng không thể hy sinh hạnh phúc của muội muội ta dù sao thì ai cũng biết tiếng xấu của phù đồ ngạn hai mắt hoác phong vằn tơ máu a à, nói nữa cũng có ích lợi gì không phải ngươi đã hẹn một tháng sau sẽ đánh với ngạn công tử một trận à vậy ngươi lo nghĩ cách đánh bại ngạn công tử đi trưởng lão một gia tộc khác cười lạnh nghe đến đó hoác phong gần như nghiến nát hai hàm răng nếu gã có thể có đủ thiên phú và sức mạnh gã có thể bảo vệ muội muội của mình thậm chí bảo vệ gia tộc mình chương 2321 hạt giống vàng kim thay đổi vận mệnh. chương 2321 hạt giống vàng kim thay đổi vận mệnh. Đáng hận, bên ngoài phủ thành chủ, trong một rừng gỗ thương, hoác phong hét dài một tiếng, sơn lâm chấn động, trong thế hệ trẻ tuổi của huyền hoàng vũ trụ, thiên phú sức mạnh của gã thực ra cũng không tính là quá kém. Nhưng cũng chỉ là bình thường, không có gì đặc biệt. Đặc biệt là so với thiên kiêu thánh tộc, mặc dù phù đồ ngạn kia chỉ là một hoàn khố, nhưng dù sao cũng có xuất thân cao quý cho dù không khắc khổ tu luyện chỉ dựa vào các loại thần đan thánh dược cường giả quán đỉnh thực lực cũng sẽ không quá tệ mặc dù nội tình thành vô cực cũng không tính là quá tệ nhưng dù sao cũng là do bốn gia tộc lớn nắm giữ hoác gia cũng không thể dốc nghiêng tất cả tài nguyên vào mình ngược lại muội muội gã hoác linh thiên tư siêu phàm có tu vi không tầm thường kế thừa tư chất tu luyện của phụ thân gã đây cũng là một lý do khác mà Phù Đồ Ngạn coi trọng nàng. Nhưng Hoắc Phong biết, nếu Phù Đồ Ngạn kia chỉ ăn chơi một tí thôi, có lẽ gã còn không kháng cự như thế. Nhưng muốn mạng là nghe đồn Phù Đồ Ngạn kia đã từng tu luyện một môn công pháp song tu. Trên cơ bản là thuật thải bổ, mượn tinh khí nữ nhân để tu luyện. Sở dĩ Phù Đồ Ngạn coi trọng muội muội Hoắc Linh của gã, e rằng không chỉ vì tướng mạo, mà còn vì thiên tư tu vi của bản thân Hoắc Linh. Thế thì làm sao Hoắc Phong có thể đồng ý được? gã chắc chắn không thể đẩy muội muội mình vào hố lửa được. Nhưng mà, thực lực của ta còn chưa đủ mạnh, so ra vẫn kém những thiên kiêu thánh tộc kia. Nếu ta có được sức mạnh của sát thần bên ngoài trong truyền thuyết kia thì thật tốt. Ánh mắt hoác phong cực kỳ không cam lòng. Gần đây gã cũng có nghe nói vị thiếu chủ đế tộc bên ngoài kia, được gọi là sát thần, đánh chết được phù đồ hồng chỉ với hai chiêu. Nên nhớ, trong phù đồ thánh tộc, phù đồ hồng còn mạnh hơn cả phù đồ ngạn. Mà cũng vì tin tức này, Hoắc Phong không những không chán ghét vị sát thần kia như người khác, mà còn có 10 phần hâm mộ, vì phù đồ ngạn, gã ghét phù đồ thánh tộc vô cùng. Nói vậy, sát thần kia coi như xả giận thay gã. Nếu ta có thể có được thiên tư sức mạnh như sát thần kia, dù chỉ là một phần ngàn thôi, ta cũng nguyện ý dâng ra tất cả thậm chí cả linh hồn của ta. Hoắc Phong đấm một quyền, cả sơn lâm phía trước đều băng diệt. Hoắc Phong chợt nhìn thấy, chỗ sơn lâm sụp đổ hình như có kim quang tràn ngập. Hoắc Phong sững sờ, bước nhanh tới, một cụm ánh sáng vàng xuất hiện trước mắt gã, trong đó có một viên hạt giống màu vàng kim, đây là cái gì, nhìn hạt giống vàng kim kia, ánh mắt hoác phong có vẻ nghi hoặc, nhưng dường như hạt giống kia có một ma lực kỳ dị đang hút lấy gã. Hoác phong đưa tay cầm lấy hạt giống, ngay lập tức, thiên địa biến ảo, dường như gã có thể thấy được một mảnh vũ trụ minh mông rộng rãi. Chu thiên vận chuyển, sao trời bay múa, hết thảy đều bị cuốn vào vòng tròn trôn vùi và tân sinh. Cái này, đây là hoác phong chấn động gã ngay lập tức nghĩ có lẽ đây là kỳ ngộ nào đó trong huyền hoàng vũ trụ đâu phải chưa từng có cố sự kiểu này một số cường giả tuyệt thế khi còn trẻ gặp được các loại kỳ ngộ cuối cùng quật khởi nắm được vận mệnh của mình mà khi tâm thần hoác phong đang sao động sâu trong vũ trụ kia mơ hồ có thể thấy một người đang ngồi xếp bằng bóng người kia cao tới vạn trượng xung quanh như có dòng sông thời gian mông lung chảy quanh có hàng tỷ vạn sinh linh đang phủ phục dưới chân hát sướng còn có dị tưởng vạn đế quốc bái khiến cho người ta rung động hình bóng tỏa hào quang vạn trượng như đang xếp bằng tận cùng của thời không sâu nhất trong luân hồi não hải hoác phong như có lôi đình chấn động hắn ngơ ngác ngẩn ngơ đây là vị thần bí vĩ đại nào vậy vạn đế triều bái chúng sinh thần phục tiền tiền bối hoác phong run, run run giọng hỏi cho dù là vị phụ thân đã từng là đại đế kia của gã cũng chưa bao giờ khiến gã cảm thấy khủng bố đến thế người này dường như là thần minh vĩ đại đứng trên tất cả chúng sinh ta là khởi nguồn của tất cả ta là tận cùng của vạn vật ta là người quy hoạch vận mệnh là vị thần của sáng thế âm thanh cổ xưa vang vọng khắp cả vũ trụ não hải hoác phong như có hàng tỷ vạn lôi đình cùng lúc đánh xuống khiến cho tâm thần gã rung động khó mà tự làm chủ thần vận mệnh và sáng thế vị vô thượng này vĩ đại bực nào chứ thậm chí hoác phong còn cho rằng cho dù là tồn tại mạnh nhất huyền hoàng vũ trụ cũng không thể khiến lòng người rung động như bóng hình thần chỉ này. Người muốn thay đổi vận mệnh sao? Đương nhiên có, hoác phong quỳ dạp xuống đất, kích động đỏ cả mặt. Đây là viên hạt giống có thể thay đổi vận mệnh của các ngươi. Tất cả lựa chọn đều là do ngươi. Âm thanh vừa dứt, thiên địa quanh hoác phong lập tức biến hóa. Một khắc sau, gã đã quay lại. Dường như tất cả chỉ là một giấc mộng thoáng qua. Nhưng gã nhìn hạt giống vàng kim trong tay mình. Gã biết, đó không phải một giấc mộng. Thần vận mệnh và sáng thế, đây là hạt giống thay đổi vận mệnh của ta. Hoác Phong nhìn hạt giống trong tay, gã biết, nếu luyện hóa xong hạt giống này, rất có thể sẽ xuất hiện các tình huống không thể biết trước, vận mệnh của mình sẽ hoàn toàn thay đổi. Nhưng mà, như thế không tốt sao, so với hiện tại, đến muội muội của mình cũng không thể bảo vệ. Hoác Phong tình nguyện nghênh đón vận mệnh không biết trước kia. Một khắc sau, Hoác Phong dung nhập hạt giống này vào trong cơ thể. Ngay lập tức, gã cảm thấy một cỗ vật chất vô cùng cường đại, nếu Hoác Phong biết, chắc là sẽ hiểu, đây chính là vật chất tiên đạo, mặc dù không nhiều nhưng với Hoác Phong hiện tại thì cũng đủ để mang đến cho gã biến hóa về chất. Nhưng thay đổi không chỉ có thế, sau khi luyện hóa xong hạt giống vàng kim kia vào trong cơ thể, Hoác Phong cảm thấy mình có thể dễ dàng cảm giác được đạo ẩn thiên địa lưu chuyển xung quanh, thậm chí còn có thể nhìn thấy pháp tắc vạn vật, trái tim Hoác Phong nhảy lên thình thịch, đây chính là thế giới mà thiên tài yêu nghiệt nhìn thấy sao. Lúc trước, gã thiên tư bình thường, không thể cảm ứng được tất cả. Nhưng hiện tại, không ngờ hạt giống vàng kim này lại có thể gia tăng thiên phú cho gã. Mà là đến cấp độ tuyệt thế yêu nghiệt kia, chương 2322 lại thêm một vị tín đồ. Chương 2322 lại thêm một vị tín đồ. Đây là thần vận mệnh và dáng thế, có thể dễ dàng biến ta từ bình thường thành yêu nghiệt tuyệt thế. Hoắc Phong thở phì phò, trái tim nhảy lên thùng thùng kích động. Với gã mà nói, mặc kệ thần vận mệnh và sáng thế là tồn tại thế nào. Chỉ cần gã có thể thay đổi vận mệnh của mình, vậy Hoắc Phong nguyện ý làm tín đồ vô thượng. Mà lát sau, Hoắc Phong còn kích động hơn nữa, bởi vì trong hạt giống vàng kim này còn ẩn chưa một thiên pháp quyết. Trùng ma tâm kinh, sau một hồi nghiên cứu đại khái, Hoắc Phong hít sâu một hơi. Vì trùng ma tâm kinh này quá mức nghịch thiên bá đạo. Đưa công pháp này cho người khác tu luyện, sau này còn có thể hưởng lợi từ việc người ta tu luyện nữa nói cách khác người tu luyện càng nhiều hoắc phong càng có lợi mà nếu những người khác cũng truyền đi tiếp thì cũng có được ích lợi như thế nếu người hoắc gia ta đều có thể tu luyện chủng ma tâm kinh này chẳng phải sau này sẽ hoàn toàn quật khởi thậm chí có thể khống chế ba gia tộc còn lại rồi sao đến lúc đó toàn bộ thành vô cực đều do hoắc gia chúng ta khống chế thậm chí nếu truyền công pháp này khắp vực bắc hoang vậy liệu có phải thành vô cực của ta sẽ nhảy lên thành thế lực mới có thể sánh với năm thánh tộc? Nghĩ đến đây, hơi thở của Hoác Phong cũng dồn dập Bởi vì phù đồ ngạn, Hoác Phong không có tí hảo cảm nào với phù đồ thánh tộc, thậm chí là cả năm thánh tộc. Mà trùng ma tâm kinh này chính là thủ đoạn tốt nhất để phá vỡ địa vị thống trị của năm thánh tộc. Vừa nghĩ tới chuyện rất có thể tương lai mình sẽ phá vỡ năm thánh tộc cao cao tại thượng kia. Trái tim Hoác Phong cũng nhảy lên kịch liệt, không vội, không thể xúc động, lúc này mình phải tỉnh táo. Hoác Phong hít sâu một hơi, gã cảm thấy vẫn phải cẩn thận một chút, nếu trùng ma tâm kinh này ngoài ý muốn được truyền ra, chắc chắn sẽ đem lại cho Hoác gia, thậm chí toàn bộ thành vô cực tai họa ngập đầu. Bởi vì, môn công pháp này quá mức nghịch thiên, mà thứ này là do thần chỉ vận mệnh và sáng thế kia ban cho. Mình không thể vội, phải thận trọng từng bước, sau này có cơ hội nhất định phải giao môn công pháp này cho người mà mình tín nhiệm. Sau đó sẽ lan ra khắp hoác gia, cuối cùng khống chế thành vô cực, rồi khuếch trương ra khắp cả vực Bắc Hoang. Có thể nói, bao nhiêu năm nay, mặc dù Hoác Phong luôn bình thường vô vi, nhưng cũng coi như rèn luyện được cho gã tính tình bình tĩnh. Trước mắt, quan trọng nhất là cuộc chiến một tháng sau. Phù đồ ngạn, chờ đó cho ta, ta sẽ cho người biết, thiên kiêu thánh tộc cũng chỉ đến thế mà thôi. Hai mắt Hoác Phong có ngọn lửa cháy lên hừng hực, lắc mình một cái, gã rời đi. Hoác Phong rời đi được một lát, trong rừng, một vị công tử áo trắng ôm một con mèo vàng xuất hiện. Nhìn theo hướng Hoắc Phong rời đi, Quân Tiêu Dao cười nhạt một tiếng. Không tệ, có dã tâm, có dục vọng, nhưng cũng không xúc động, là hạt giống tốt. Quân Tiêu Dao coi như hài lòng với quân cờ do chính mình lựa chọn này. Hoắc Phong lấy được hạt giống màu vàng, đương nhiên là loại Quân Tiêu Dao chia ra từ trong bản nguyên ma trùng. Mà bóng thần chỉ kia chỉ là pháp thân thần linh của Quân Tiêu Dao. Mặc dù tạm thời không có được thực lực nhưng xét về hình ảnh thì rất dọa người. Mà Quân Tiêu Dao còn chia một phần ngàn thiên phú của mình ban cho hóc Phong. Trước đó hóc Phong có nói, nếu mình có thể có được một phần ngàn thiên phú của sát thần thì thậm chí còn có thể dâng ra cả linh hồn. Mà bây giờ Quân Tiêu Dao đã hoàn thành tâm nguyện này của gã. Nhưng cái giá hóc Phong phải trả không chỉ là bản thân và linh hồn của gã, mà là cả hóc gia, thành vô cực, thậm chí là toàn bộ vực Bắc Hoang. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Hổ nhỏ bị Quân Tiêu Dao xoa xoa bóp bóp cực kỳ khó hiểu. Nàng không rõ rốt cuộc Quân Tiêu Dao có ý gì, đương nhiên nàng cũng không biết chủng ma tâm kinh mà Quân Tiêu Dao dung hợp ra khủng bố cường đại cỡ nào. Có thể nói, nếu giá y ma quyết của Ma Quân bị vạn linh giới hải kiên kỵ, vậy thì chủng ma tâm kinh của Quân Tiêu Dao chắc chắn càng là thứ khủng bố hơn, nghịch thiên hơn. Nếu thế lực khác của giới hải biết được, chắc chắn sẽ vô cùng e dè. Mà trước mắt, Quân Tiêu Dao đã nắm được vực Bắc Hoang của Huyền Hoàng Vũ Trụ, coi đây là nơi thí nghiệm chủng ma tâm kinh vừa vặn kiểm tra xem rốt cuộc công pháp này của mình nghịch thiên cỡ nào. Một tháng sau là có thể xem một vở kịch hay rồi, mặc dù cũng không có gì khó tin. Quân tiêu giao thản nhiên nói, được hắn ban cho một ít vật chất tiên đạo, lại thêm chủng ma tâm kinh. Quan trọng nhất là, Hoác Phong còn có được một phần ngàn thiên phú tu luyện của quân tiêu giao. Đây chính là một phần ngàn thiên phú sau khi trùng sinh của quân tiêu giao đó. So ra còn mạnh hơn thiên phú lúc trước hắn cho người truyền giáo thác bạt vũ nhiều lắm nếu vậy rồi mà còn không đánh nổi phù đồ ngạn của phù đồ thánh tộc. Vậy quân tiêu giao sẽ trực tiếp xuống đi con cờ này. Với tu sĩ, một tháng chỉ là một cái chớp mắt. Trên một quảng trường huyên náo nhất của thành vô cực, đã có bao nhiêu người tề tụ, tất cả mọi người đều chờ mong được thấy một trận chiến đấu. Mặc dù là một trận chiến không có quá nhiều điều kỳ diệu. Một vị nam tử sắc mặt kiên nghị đã đứng chờ sẵn trên quảng trường, thần tình nội liễm. Đối mặt với đủ loại ánh mắt, thương hại, hoặc chê cười, gã vẫn không hề dao động. Chẳng qua, ánh mắt gã chuyển tới một lầu các bên hông quảng trường. Trên lầu các, một nữ tử y phục rực rỡ bồng bềnh đón gió đang nhìn gã đầy bi thương. Chính là muội muội của gã, Hoắc Linh Mỹ danh vang khắp vực Bắc Hoang. Lúc này, trong tinh không, chín con phi cầm thần dị có ẩn chứa huyết mạch thần hoàng đang kéo một cái liễn xa vô cùng xa xỉ vắt ngang không trung bay đến. Một ra một trẻ đáp xuống, trong đó, một vị nam tử áo trắng, sắc mặt trắng bệch, hốc mắt hơi hóm, vừa nhìn đã thấy âm u. Bên cạnh nam tử này là một lão giả áo đen, Chương 2323 Ngạn công tử, ước chiến không chút hồi hộp. Chương 2323, Ngạn công tử, ước chiến không chút hồi hộp. Xin chào Ngạn công tử, người của mấy đại gia tộc thành vô cực đều chắp tay. Vị nam tử âm u này chính là Phù Đồ Ngạn của Phù Đồ Thánh tộc. Lúc này, cảm xúc của Phù Đồ Ngạn không tính là thoải mái vui vẻ. Bởi vì vị đường huynh mạch gã, Phù Đồ Hồng Vừa bị người ta dùng phương thức xỉ nhục nhất, giết chết trong vòng hai chiêu. Điều này không chỉ tổ hại đến uy nghiêm phù đồ thánh tộc, mà càng khiến cho mạch nhà gã bị gia tộc chèn ép. Phù Đồ ngạn vốn đã bực bội, lại thêm bỗng nhiên nhảy đâu ra một hoác phong cản trở gã có được mỹ nhân. Đương nhiên phù đồ ngạn không thể vui vẻ với hoác phong được. A, à, một thiếu chủ của một cái thành vô cực đã xuống dốc cũng dám phản kháng mệnh lệnh của bổn công tử. Nhưng tình huynh muội của các ngươi cũng khiến người ta cảm động đấy. Nể điều này, tương lai ta sẽ yêu thương muội muội của ngươi nhiều hơn phù đồ ngạn cười âm u tới đánh hoắc phong chỉ lạnh lùng gọi không nói gì thêm a à, phù đồ ngạn cười lạnh một thiếu chủ trung bình của một thế lực đã xuống dốc có cái dũng khí gì mà dám khiêu chiến thiên kiêu thánh tộc là gã mặc dù trong phù đồ thánh tộc gã cũng không tính là đỉnh lưu gì nhưng cũng không phải là loại người này có thể khiêu khích được trận chiến sắp bày ra trên một lầu các bên hông quảng trường Hoác Linh một thân y phục rực rỡ mà sắc mặt đầy bi thương. Ngũ quan nàng xinh đẹp tuyệt luân xúc động lòng người, làn da óng ánh như châu ngọc, bảo sao Mỹ danh truyền khắp vực bắc hoang. Chắc hẳn cô nương là tiểu thư hoác gia. Đúng lúc này, một giọng nói ôn hòa vang lên. Hoác Linh nhìn sang, chẳng biết từ lúc nào. Một vị công tử trẻ tuổi mặc áo trắng như trích tiên đang ung dung ngồi bên cửa sổ. Một tay hắn cầm chén trà, một tay xoa đầu con mèo vàng. Hoác Linh có hơi thất thần, đời này nàng chưa bao giờ nhìn thấy nam tử nào có phong thái xuất chúng như thế hoặc là nói căn bản ở nơi như vực bắc hoang này không thể có người như vậy ta là hoác linh hoác linh nói xem ra ngươi đang lo lắng cho ca ca của ngươi quân tiêu dao nhấp một ngụm trà nhắc đến chuyện này hai mắt hoác linh tối đi cười tự diễu nói nếu có thể ta thà rằng không có dung mạo này như thế cũng sẽ không liên lụy đến ca ca và cả gia tộc ngươi cảm thấy ca ca của ngươi sẽ thua sao quân tiêu dao cười cười chẳng hiểu sao thấy vị công tử áo trắng này cười tâm tình bi thương của hoác linh cũng khá lên không ít mặc dù ta cũng rất muốn ca ca ta thắng nhưng hoác linh lắc đầu sự thật bày ra trước mắt không thể nào nhưng mà vị công tử áo trắng trước mặt nàng lại lẩm bẩm trong vòng 10 chiêu không ta cảm thấy ba chiêu là đủ rồi công tử người đang nói gì vậy hoác linh khó hiểu đúng lúc này chợt có tiếng huyên náo ở quảng trường trời ạ à, ta không nhìn lầm chứ ba chiêu chỉ có ba chiêu phù đồ thánh tộc ngạn công tử đã bại thiếu thành chủ hoắc phong vẫn luôn ẩn giấu thực lực hay sao thiên phú thực lực này còn mạnh hơn cả muội muội của y đó thấy cảnh này đầu óc hoác linh trống rỗng nàng bỗng nhìn sang bên cạnh thì phát hiện không thấy vị công tử áo trắng kia đâu nữa duy chỉ còn lại nửa chén chả còn mang theo hơi ấm nhàn nhạt, nhạt hoác linh hơi ngây người tay ngọc bưng chén trà lên rốt cuộc vị công tử kia là ai Tất cả mọi người đều không ai nghĩ được thiếu thành chủ hoác gia của thành vô cực, hoác phong lại mạnh đến mức ấy. Trong một thời gian ngắn, tin tức này bùng nổ khắp Bắc Hoang. Rất nhiều người đều bàn luận, mà mọi người ở đây đều cho rằng phù đồ ngạn sẽ không bỏ qua cho hoác phong, thậm chí sẽ không bỏ qua cho toàn bộ thành vô cực. Lại phát hiện ra, phù đồ ngạn cũng không quá đắn đo, mà trực tiếp rời đi. Khiến cho ai nấy đều trầm trồ than lạ, chín phi cầm thần gì kéo một khung liễn xa xa xỉ kéo ngang hư không thật sự không thể điều động sức mạnh gia tộc chèn ép thành vô cực kia sao? Trong liễn xa, sắc mặt phù đồ ngạn âm trầm tối thui. Có thể nói, ước chiến với hoác phong làm gã mất hết mặt mũi rồi. Vị lão giả áo đen bên cạnh nói, ngạn thiếu gia, người cũng rõ cục diện hiện giờ đó. Trước đó hồng thiếu gia đã bị khuất nhục chém giết trong trận chiến giữa thiên kiêu hai giới, mạch đạo trí chúng ta đã hứng đủ chỉ trích rồi. Bây giờ làm sao có thể vì một câu của ngạn thiếu ra người mà trong tộc liền phái người tới thành vô cực chứ? Mà khi cánh cửa tiến vào huyền hoàng vũ trụ mở ra, trong tộc không thể loạn được. Ngoài ra, ngạn thiếu ra đừng quên, huyền hoàng cổ lộ sắp mở ra rồi. Với toàn bộ huyền hoàng vũ trụ, đây chính là đại sự. Nếu ngạn thiếu ra có thể lấy được thành tựu trong huyền hoàng cổ lộ, vậy mạch chúng ta sẽ có được nhiều quyền lợi hơn. Nghe lão giả nói đen nói vậy, phù đồ ngạn trầm ngâm, huyền hoàng cổ lộ chính là một thịnh sự của chín đại vực. Với thiên kiêu huyền hoàng vũ trụ, có thể nói đây là một trong những cơ duyên lớn nhất lại thêm sinh linh bên ngoài sắp xâm nhập chắc hẳn lúc này huyền hoàng cổ lộ mở ra nhất định có ý nghĩa đặc biệt có thể nói đây chắc chắn là một lần thịnh hội của thiên kiêu chín đại vực ai có thể dương danh trên huyền hoàng cổ lộ người đó có tư cách tranh đoạt khí vận thiên mệnh của huyền hoàng vũ trụ phù đồ ngạn chưa từng nghĩ mình sẽ lấy được thành tựu gì trong huyền hoàng cổ lộ nhưng việc này có đơn giản vậy sao cổ lộ kia hội tụ vô tận thiên kiêu của huyền hoàng vũ trụ đấy mặc dù gã là thiên kiêu thánh tộc nhưng nói thực thực lực không được tính là hạng trên, càng không thể sánh được với vị đường huynh phù đồ hồng kia của gã. Thực lực có chừng ấy, làm sao đi tranh được, phù đồ ngạn nghĩ tới đây lại càng bực bội. Đúng lúc này, chẳng hiểu sao hình như trong lòng gã như có cảm ứng với cõi u minh. Như có một loại xúc động nào đó, dừng xe, phù đồ ngạn bỗng nhiên nói, ngạn thiếu ra, sao vậy? Lão giả áo đen nghi hoặc hỏi, phù đồ ngạn không giải thích gì, bước ra ngoài liễn xa, bay thật nhanh. Ngươi đừng đến đây, Phù đồ ngạn nói xong, vút không mà đi. Chương 2324 Huyền Hoàng Cổ Lộ, quân cờ thứ hai. Chương 2324 Huyền Hoàng Cổ Lộ, quân cờ thứ hai. Nhìn theo bóng lưng phù đồ ngạn rời đi, lão giả áo đen khẽ lắc đầu. Ông ta chỉ cho rằng lần này phù đồ ngạn bị hoác phong đánh bại nên bị kích thích. Đoán chừng là muốn đi tìm nơi nào đó tầm hoan tác nhạc đi. Không biết bao nhiêu lâu trôi qua, phù đồ ngạn bỗng nhiên đứng trong một ngôi sao cổ lão vỡ vụn gã cảm thấy hình như trong trái tim mình có âm thanh vang vọng muốn thu hút mình phù đồ ngạn cất bước cuối cùng sâu trong ngôi sao gã thấy được một đoàn giống như vật chất hỗn độn vật chất kia không biết tả thế nào chỉ đem lại cho người ta cảm giác huyền diệu thâm sâu đáng sợ cảm giác thần bí đây là sức mạnh bản nguyên dù sao phù đồ ngạn cũng là thiên kiêu thánh tộc đương nhiên cũng không quá lạ lẫm với sức mạnh bản nguyên cơ duyên đến rồi sao phù đồ ngạn không tin được cảm thấy chuyện này không thực tế. Thậm chí gã còn cảm giác thế này có phải quá trùng hợp rồi không? Vừa vặn khi gã bị hoác phong đánh bại về thì gặp được cơ duyên như vậy. Đổi lại là ai cũng không hiểu, bất quá, phù đồ ngạn cũng từng nghe nói. Một khi bên ngoài xâm lấn, thế nào huyền hoàng vũ trụ cũng sẽ xuất hiện một nhóm thiên kiêu yêu nghiệt. Thậm chí còn có cái gọi là huyền hoàng chi tử, chính là loại thế giới chi tử đi bừa trên đường cũng sẽ có cơ duyên rơi xuống đầu ấy. Chẳng lẽ, Ta chính là thế giới chi tử này, phù đồ ngạn vui mừng lấp lánh, nếu là bình thường, có lẽ gã sẽ hơi do dự. Nhưng hiện tại, đường huynh mạch gã bị thiên kiêu bên ngoài chém giết, mình lại thua trong tay Hoắc Phong, có thể nói, căn bản phù đồ ngạn cùng đường mặt lộ rồi. Gã cần phải bắt được tất cả cơ duyên để thay đổi bản thân. Trái tim phù đồ ngạn hạ quyết tâm, đưa tay ra. Một khắc sau, đoàn bản nguyên kia tràn luôn vào trong cơ thể phù đồ ngạn chớp mắt gã cảm thấy một cỗ sức mạnh hắc ám cường đại kinh khủng như có một ma ảnh nguy nga vô cùng đang nhìn mình chằm chằm cuối cùng là bản nguyên của vị vô thượng nào đây phù đồ ngạn kinh hãi ngạc nhiên khí tức và uy thế kia cho dù là thái thượng trưởng lão phù đồ thánh tộc cũng còn lâu mới kinh khủng như vậy được phù đồ ngạn càng mừng rỡ hơn là trong đoàn bản nguyên này không ngờ còn hàm ẩn một môn công pháp việt thế giá y ma quyết phù đồ ngạn cảm nhận một lúc thì kinh hồn táng đảm giá y ma quyết này có thể nói là một môn ma công vô cùng bá đạo tuyệt thế. Cứng rắn cướp đoạt thiên phú, tư chất, tu vi, nội tình của người khác làm áo cưới cho mình. Kinh khủng cỡ nào chứ? Có thể nói, nếu như truyền đi, chắc chắn sẽ bị người người gọi là đại ma đầu đáng đánh. Cho dù là hoàn khố công tử như phù đồ ngạn cũng phải kinh hồn táng đảm. Nếu chuyện này lộ ra, cho dù phù đồ thánh tộc cũng không bảo vệ được gã. Làm sao bây giờ, ánh mắt phù đồ ngạn biến ảo nếu từ bỏ cơ duyên này gã vẫn có thể làm hoàn khố công tử của phù đồ thánh tộc nhưng nếu thế gã sẽ vẫn bị người khác nhìn bằng ánh mắt khác thường thậm chí gã không chỉ một lần nghe người ta nói sau lưng nếu gã không có xuất thân tại phù đồ thánh tộc sợ là giờ đã đầu thai từ lâu rồi khiến cho phù đồ ngạn cực kỳ không cam lòng gã đi tìm nữ nhân là để phát tiết mà bây giờ nếu gã tu luyện môn ma công này chú định sẽ trở thành một ma đầu dù sao thì môn ma công này cũng quá mức bá đạo ác độc nhưng gã cũng sẽ vụt lên thành thiên kiêu trói mắt nhất thậm chí những nữ thiên kiêu trưởng lão của phù đồ thánh tộc ngày xưa nhìn gã bằng nửa con mắt cũng sẽ phải nhìn gã bằng con mắt khác thậm chí nói không chừng gã còn có thể đối kháng với chủ lực đối kháng với thiên kiêu bên ngoài cho huyền hoàng vũ trụ nữa đó nghĩ tới đây phù đồ ngạn không kìm nén nổi dã tâm và dục vọng kia nữa một ngọn lửa nóng hừng hực đang thiêu đốt trong cơ thể gã trời ban cơ duyên vì sao ta phải từ bỏ chứ? Có bản nguyên và ma công này, ta một đường quật khởi, không ai có thể địch lại. Đợi đến khi ta vô địch thiên hạ, dù có lộ bí mật này ra lại có ai dám đụng đến ta. Trái tim phù đồ ngạn bành trướng cực độ, gã quay người rời đi, ánh mắt đầy quyết tâm, gã rời đi không bao lâu sau, quân tiêu giao hiện thân, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Thứ phù đồ ngạn lấy được đương nhiên chính là một chút xíu bản nguyên mà quân tiêu giao trích ra từ bản nguyên ma quân. Bất quá, quân tiêu giao đã cố ý dung nhập giá y ma quyết hoàn chỉnh vào phần bản nguyên này để cho phù đồ ngạn lấy được. Từ lần đầu tiên nhìn thấy phù đồ ngạn, quân tiêu giao đã biết gã là người thế nào. Mà dạng người này dễ bị khống chế nhất, làm quân cờ thứ hai cho quân tiêu giao không gì thích hợp bằng. Người làm ra nhiều chuyện không giải thích được như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì. Tiểu Bạch Hổ bị quân tiêu giao nắm ở trong tay trà đạp, trên mặt đầy vẻ mũ mẫm. Nàng chỉ cảm thấy cách làm việc của quân tiêu giao có chút đánh đố, ở trong mắt nàng, vị quân tiêu giao này gần như có thể nói là tồn tại thiên kiêu mạnh nhất ngoại giới. Vậy mà hắn lại không có âm thầm khiêu chiến thiên kiêu khắp nơi, khuấy động phong vân mà ngược lại đi tới một nơi chim không thèm ỉa này, giúp đỡ cho một thiếu thành chủ nghèo túng, còn tính toán một tên thiếu gia ăn chơi của một thánh tộc nho nhỏ. Việc này rốt cuộc có tác dụng gì? Thậm chí nàng còn cảm thấy, có phải quân tiêu giao nhàn rỗi đến mức không có chuyện để làm hay không? Ngươi có thể tìm hiểu được mà, chỉ số thông minh của ngươi không chỉ có ngần ấy. Quân tiêu dao mỉm cười. Ngươi, tiểu bạch hổ giận tới nghiến răng. Tên đại ác nhân này luôn luôn làm ra mấy việc đánh đố này, khiến cho nàng trông có vẻ rất ngu ngốc. Mặc dù nàng cũng không được thông minh cho lắm, nhưng mà, ta có thể nói cho ngươi biết một chút. Cách để nắm giữ lòng người, quân tiêu giao hờ hững nói. Cách gì, tiểu bạch hổ hỏi, tuy nàng không được thông minh cho lắm, nhưng nàng cảm thấy, nếu như nàng đi theo bên cạnh người thông minh thì mình chắc cũng sẽ trở nên thông minh mới đúng chương 2325 thiên địa thánh thụ, quả huyền hoàng tạo hóa. chương 2325 thiên địa thánh thụ, quả huyền hoàng tạo hóa. Người ta cần gì thì cứ cho hắn cái đó. Hoác phong cần mạnh lên, cần lực lượng, thế thì cứ cho hắn. Phù đồ ngạn cần thay đổi, cần loại dã tâm đó, cũng cứ cho hắn. Chỉ cần thỏa mãn yêu cầu của bọn họ thì bọn họ sẽ đi theo lộ trình của ngươi. Quân tiêu giao giải thích, nhưng mà, điều khiển những con kiến hôi này thì có ích gì chứ? Tiểu Bạch Hổ bày ra vẻ mặt coi thường, thân là một trong tứ phương thần điện, thiên kiêu của Bạch Hổ thần điện. Đừng nói là Hoắc Phong, cho dù là vị thiên kiêu thánh tộc phù đồ ngạn này ở trong mắt nàng chẳng qua cũng chỉ là một con kiến hôi quần là áo lượt mà thôi. Ngươi đừng nên quá coi thường sức mạnh của lòng người. Quân tiêu giao cười cười, sau đó nói. Đúng rồi, kể cho ta một chút chuyện của huyền hoàng cổ lộ đi. Ngươi, lẽ nào ngươi đang định tính kế huyền hoàng cổ lộ? Tiểu Bạch Hổ nghe đến đây, hơi mất bình tĩnh. Huyền hoàng cổ lộ này chính là cơ duyên dành riêng cho thiên kiêu vũ trụ huyền hoàng, là một con đường thí luyện minh mông. Mà trước mắt, nghe lời của quân tiêu giao, hình như hắn cũng hơi cảm thấy có hứng thú với huyền hoàng cổ lộ. Phải biết, quân tiêu giao còn là tiên thiên thánh thể đạo thai cơ đấy. Nếu như hắn đi tới huyền hoàng cổ lộ thì liệu có còn đường sống cho các thiên kiêu vũ trụ huyền hoàng hay không? Thế này còn không phải là đại lão xông vào thôn tân thủ hay sao? Tuy tuổi tác của quân tiêu giao vẫn còn rất trẻ, khẳng định nằm trong quy tắc của huyền hoàng cổ lộ. Nhưng tiểu bạch hổ vẫn như cũ cảm thấy, nếu như hắn đi đến huyền hoàng cổ lộ thì đây chắc chắn là một tồn tại cấp B không thể lay chuyển được. Coi bộ người cũng không tính là quá ngốc, biết ta có hứng thú với huyền hoàng cổ lộ. Quân tiêu giao lên tiếng, mặc dù tiểu bạch hổ rất không tình nguyện kể chuyện huyền hoàng cổ lộ cho quân tiêu giao. Nhưng ở dưới hung uy vô hình của quân tiêu giao, nàng vẫn cứ sợ hãi. Sau một phen giải thích, hai mắt quân tiêu giao sáng lên huyền hoàng cổ lộ này còn không phải là trung cực cổ lộ cửu thiên tiên vực phiên bản đơn giản hóa đó sao không thể nói là không khác chút nào chỉ có thể nói là giống nhau như đúc hơn nữa quan trọng nhất chính là quân tiêu dao đã lấy được một tin tức quan trọng từ chỗ của tiểu bạch hổ nghe đồn ở cuối huyền hoàng cổ lộ có một gốc thiên địa thánh thụ hơn nữa trên thiên địa thánh thụ sẽ kết thành một loại trái cây tên là huyền hoàng tạo hóa trong quả huyền hoàng tạo hóa có chứa một tia bản nguyên của vũ trụ huyền hoàng Điều này đại biểu cho cái gì? Tuy rằng nó không có tác dụng quá lớn với quân tiêu giao, bởi vậy nên quân tiêu giao đúng là chướng mắt một tia bản nguyên vũ trụ huyền hoàng kia. Thế nhưng, quả huyền hoàng tạo hóa có một công dụng đặc biệt, đó chính là, nếu như sinh linh ngoại giới phục dụng quả huyền hoàng tạo hóa thì sau đó sẽ có thể có một tia bản nguyên của vũ trụ huyền hoàng. Như vậy, nếu như quân tiêu giao tìm được quả huyền hoàng tạo hóa, sau đó đưa cho cường giả đứng đầu đế tộc vân thị như các cổ tổ vân mặc, vân thái đầu phục dụng thế thì chẳng phải bọn họ sẽ bảo trì được chiến lược đỉnh phong nhất ở trong vũ trụ huyền hoàng mà không bị quy tắc của vũ trụ huyền hoàng bài xích và áp chế hay sao? Một điểm này khiến cho ánh mắt quân tiêu giao sáng lên. Trước đó, sở dĩ đế tộc phân thị không muốn dùng vũ lực chinh phục vũ trụ huyền hoàng. Trong đó có một nguyên nhân, người càng mạnh thì sẽ càng bị quy tắc của vũ trụ huyền hoàng áp chế. Có quả huyền hoàng tạo hóa này rồi thì sẽ có thể hoàn toàn tháo bỏ tầng áp chế này. Ngươi, ngươi sẽ không thật sự có ý định với huyền hoàng cổ lộ đấy chứ. Tiểu Bạch Hổ cảm giác tiết lộ lần này của mình hình như là đã hố thiên kiêu vũ trụ huyền hoàng rồi. Ta đúng là có chút chờ mong huyền hoàng cổ lộ mở ra. Quân tiêu giao mỉm cười nói, chín vực lớn của vũ trụ huyền hoàng vô cùng rộng rãi. Cho dù là bác hoang vực có phạm vi nhỏ nhất thì cũng minh mông như ngàn vạn thế giới. Mà những vực lớn khác thì lại càng minh mông bất tận hơn. Thiên nguyên vực chính là một trong chín vực lớn, đâu chỉ ở trong chín vực lớn, tài nguyên phong phú, mức độ linh khí đậm đặc của thiên nguyên vực cũng là số một số hai cơ đấy. Trong đó linh sơn đại xuyên, sao trời cổ lão, cơ duyên bí địa, tiên nguyên địa mạch. Nhiều vô số kể, có thể nói, đây là một mảnh bảo địa chắc chắn khiến cho người ta nhìn mà phát thèm. Cho dù phóng mắt nhìn khắp vũ trụ huyền hoàng cũng có thể nói là một mảnh đất màu mỡ. Mà mảnh đất màu mỡ này đương nhiên không thể nào là nơi vô chủ được. Mục thiên thánh tộc chiếm cứ thiên nguyên vực thậm chí còn là một trong ngũ đại thánh tộc của vũ trụ huyền hoàng. Mục thiên thánh tộc có thể nói đã từng là một trong ngũ đại thánh tộc, hoàn toàn xứng với đệ nhất, vững vàng đè thái hư thánh tộc ở hàng 2. Nhưng trước đó ở trong trận đại chiến hai giới, đã có cường giả quan trọng của mục thiên thánh tộc bỏ mạng trong tay cường giả tám đế tộc ở ngoại giới. Việc đó với mục thiên thánh tộc mà nói là tổn thương nguyên khí nặng nề. Mục thiên thánh tộc cũng không còn cách nào duy trì được vị trước đứng đầu ngũ đại thánh tộc nữa chẳng qua lạc đầy gầy vẫn hơn ngựa béo. Tuy hiện tại mục thiên thánh tộc đã không còn huy hoàng trước đó nhưng cũng tuyệt đối là một thế lực đỉnh cấp không thể coi nhẹ. Mà giờ khắc này, ở thiên nguyên vực, trong một cổ tinh vực tài nguyên phong phú nhất. Trên một ngôi sao tổ, có cung điện minh mông bất tận. Linh Sơn Đại Xuyên, suối chảy thác tuôn, cổ thụ che trời hùng vĩ không gì sánh được. Nơi này là trụ sở của mục thiên thánh tộc, ở trên một khu quảng trường phạm vi rộng lớn, có chừng hơn vạn tộc nhân trẻ tuổi của mục thiên thánh tộc đang lắng nghe một vị nam tử trẻ tuổi giảng đạo. Vị nam tử trẻ tuổi kia đang ngồi xếp bằng ở trên đài cao. Hắn ta có một mái tóc màu đen hơi rối, khuôn mặt gầy gò. Nhìn qua cũng không phải thể loại đẹp trai lẫn anh Tuấn tuyệt thế ấy, nhưng lại mang tới cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái. Trên cổ hắn ta có đeo một sợi dây chuyền, ở cuối dây chuyền có móc một cái chìa khóa bằng đồng cổ xưa, nhưng được đeo sát người ở bên trong y phục và lại khí thức của vị nam tử trẻ tuổi này cũng rất mạnh, không gian xung quanh thấp thoáng đang rung lên. Trường 2326 bị trục xuất ra khỏi mục huyền cổ lộ. Trường 2326 bị trục xuất ra khỏi mục huyền cổ lộ. Sau một phen giảng đạo, tất cả các tộc nhân trẻ tuổi của mục thiên thánh tộc đang ở đây đều có cảm giác như sáng tỏ thông suốt. Bọn họ dồn dập chắp tay nói với nam tử trẻ tuổi. Thiếu chủ không hổ là tồn tại thiên tư yêu nghiệt nhất mục thiên thánh tộc ta. Không sai, chiêu thức thần thông phức tạp như vậy nhưng với mục huyền thiếu chủ mà nói lại đơn giản như thế rất nhiều tộc nhân ở đây đều lộ ra vẻ khâm phục cộng thêm một số nữ tử của mục thiên thánh tộc ánh mắt nhìn về nam tử trẻ tuổi này cũng có vẻ long lanh khác thường vị nam tử trẻ tuổi này chính là thiếu chủ của mục thiên thánh tộc mục huyền lúc này một vị thiên kiêu của mục thiên thánh tộc dường như nghĩ tới điều gì mới lên tiếng nhớ ngày đó thiếu chủ đại nhân tuyệt đối có thể vượt lên hạng nhất trong huyền hoàng cổ lộ chẳng qua là Tất cả tộc nhân đang có mặt ở đây nghe được lời của vị thiên kiêu này, ai nấy đều trầm mặc, trong mắt lộ ra một tia không cam lòng. Vị thiếu chủ này của bọn họ vốn đã từng đi qua huyền hoàng cổ lộ, nhưng cuối cùng lại mất đi tư cách, bị trục xuất ra. Bọn họ luôn cho rằng ở giữa chắc chắn có mở ám, Mục Huyền là bị đối xử bất công. Còn Mục Huyền ở trên đài thì chỉ cười cười, hình như cũng không phải đặc biệt để tâm. Nhưng trong mắt hắn ta lại thoáng lóe lên một tia sáng lần này hình như huyền hoàng cổ lộ lại sắp sửa mở ra rồi thật là khiến cho người ta mong chờ hiện tại có thể nói mục huyền là thiên kiêu yêu nghiệt nhất của mục thiên thánh tộc hắn ta cũng đã từng đi qua huyền hoàng cổ lộ đồng thời được mục thiên thánh tộc kỳ vọng rất cao nhưng cuối cùng kết cục của mục huyền lại là bị đuổi ra khỏi huyền hoàng cổ lộ điều này khiến cho tộc nhân của mục thiên thánh tộc rất khó hiểu nếu như đổi lại là trước đó ở thời điểm mục thiên thánh tộc hùng mạnh nhất thì bọn họ chắc chắn sẽ đi đòi lại công đạo một phen thế nhưng bây giờ mục thiên thánh tộc đã sớm không còn là đệ nhất ngũ đại thánh tộc trước đó nữa vậy cho nên cho dù có phải chịu thiệt thòi như vậy thì bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn nghiến nát răng nuốt xuống bụng còn bản thân huyền mục ngược lại không đến nỗi quá mức nhục trí bởi vì lần đó ở huyền hoàng cổ lộ hắn ta cũng không phải không có thu hoạch thậm chí thu hoạch của hắn ta còn rất lớn nữa là không biết bây giờ nàng ấy ra sao rồi lần này nếu như huyền hoàng cổ lộ mở ra thì chắc nàng ấy cũng sẽ tham gia nhỉ trong đầu mục huyền phát họa ra một nữ tử vận váy dài màu xanh nhạt khóe mắt có một nốt ruồi lệ yêu kiều tay cầm trường kiếm ban đầu do một cơ duyên nhỏ nên vị nữ tử kia đã ra tay đánh nhau với hắn ta còn liên tục đuổi giết hắn ta mãi cho đến về sau hai người không đánh nhau thì không quen biết bọn họ ngược lại đã trở thành đồng minh vững chắc nhất cho đến cuối cùng hắn ta bị người hãm hại bị người ta ép phải bị trục xuất ra khỏi huyền hoàng cổ lộ từ đầu đến cuối Vị nữ tử ấy đều kiên quyết đứng về phía hắn ta. Mục Huyền nghĩ tới đây, trong con người hiện lên một chút vẻ dịu dàng. Tuy trước lúc hắn ta và nữ tử kia bầu bạn đi tới trên Huyền Hoàng Cổ Lộ không hề có bất kỳ biểu đạt tình cảm gì, nhưng kỳ thật trong lòng đều rõ ràng, nữ tử kia lạnh lùng trong trèo tựa xương, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần tựa một ngọn núi băng ấy vĩnh viễn đều sẽ không có quá nhiều biểu đạt cảm xúc. Nhưng lúc hắn ta bị trục xuất ra khỏi Huyền Hoàng Cổ Lộ, trên gương mặt của nữ tử kia đã xuất hiện vẻ tức giận hiếm có chỉ riêng một điểm này thôi đã đủ để chứng minh mục huyền ở trong lòng nàng cũng không phải chỉ là đồng đội kết minh mà thôi mục huyền mỉm cười chắc có lẽ lần này huyền hoàng cổ lộ mở ra nàng cũng sẽ đi thôi đến lúc đó mục huyền chỉ cần bày tỏ chân tình của mình là được ngoài ra còn cả những kẻ đã hãm hại ta ta chắc chắn đều không bỏ qua mục huyền lạnh lùng nhủ thầm trong bụng sau khi luận đạo kết thúc mục huyền cũng một mình rời khỏi ngôi sao tổ nhưng chỉ mấy canh giờ hắn ta đã đi vào trong một mảnh tinh vực linh khí vô cùng nồng đậm mảnh linh vực này là mục huyền bất ngờ tìm ra hắn ta phát hiện mảnh linh vực này bị ảo cảnh bao phủ quanh năm người bình thường không để ý thì thật đúng là không phát hiện ra được hơn nữa mảnh tinh vực này đặc biệt ở chỗ ở trên một ngôi sao cổ trong đó còn có một cái huyền hoàng địa mạch hiếm thấy đây chính là một trong những bảo địa linh khí nồng đậm nhất vũ trụ huyền hoàng chẳng qua nghĩ đến bản thân thiên nguyên vực đã có tài nguyên màu mỡ linh khí sung túc có thể ẩn dưỡng ra huyền hoàng địa mạch cũng không phải điều khó lý giải. Có điều, thứ khiến cho mục huyền để ý cũng không phải là bản thân huyền hoàng địa mạch, bởi vì huyền hoàng địa mạch ở chỗ này đã gần như khô kiệt rồi. Về phần nguyên nhân cạn kiệt, mục huyền nhếch môi, lộ ra một nụ cười bình thản. Hắn ta đáp lên trên một ngôi sao cổ, đi vào trong huyền hoàng địa mạch. Tuy khu địa mạch này đã gần như cạn kiệt, nhưng vẫn như cũng có linh khí nồng hậu đang bao phủ, tựa như sương mù minh mông. Mục huyền tiếp tục đi sâu vào. Cuối cùng, Mục Huyền đi tới chỗ sâu nhất Huyền Hoàng Địa mạch. Nơi này giống như một cái không gian khổng lồ ở dưới lòng đất. Mà ở trong đó, giữa sương mù minh mông, thấp thoáng có thể nhìn thấy một khối Tiên Nguyên đặc biệt khổng lồ, có hình dáng nửa trong suốt. Ở trong Tiên Nguyên lại đang phong ấn bảo tồn một bóng người. Đó là một vị bạch y nữ tử tóc đen như mực, da trắng nõn nà, da như băng xương như ngọc, có một loại cảm nhận về vẻ đẹp tự nhiên, tựa như một khối ngọc xinh đẹp hoàn mỹ. Gương mặt xinh đẹp việt trần giống như tiên nhan sắc xinh đẹp có một không hai. Tóc đen như mây, mặt tựa trăng sáng, vóc người mảnh khảnh, cần cổ thanh tú, bộ ngực đầy đặn, eo thon nhỏ nhắn. Vẻ đẹp hoàn mỹ không cách nào diễn tả, cho dù Mục Huyền đã từng ngắm qua rất nhiều lần nhưng vẫn như cú bị vẻ đẹp của nữ tử làm rung động đến mức ngây ngẩn. Đây không giống như là nữ tử hồng trần ở trong thế gian, mà là nữ tử duy nhất còn sót lại, không nhuốm bụi trần. Chương 2327 Huyền Hoàng Địa Mạch, nữ tử tuyệt thế được phong ấn bảo tồn chương 2327, huyền hoàng địa mạch, nữ tử tuyệt thế được phong ấn bảo tồn. Núi diều cô xạ, có thần nhân ngủ ở đây, ra thịt tựa băng tuyết, thước tha tựa trinh nữ. Mục huyền không nhịn được lầm bẩm hắn ta là thiếu chủ của mục thiên thánh tộc, nữ tử đã từng gặp qua không thể đếm xuể. Còn có vị nữ tử đã gặp ở huyền hoàng cổ lộ trước đó nữa. Nàng đã có thể xưng là xinh đẹp tuyệt trần, đã khắc sâu ấn tượng ở trong lòng mục huyền nhưng nàng vẫn như cô kém hơn vị nữ tử bị phong ấn bảo tồn ở trong tiên nguyên này ba phần tiên khí. Tiên tử tiền bối, ta lại tới rồi. Mục huyền tự nhủ, hắn ta cũng không biết thân phận của vị tiên tử ở trong tiên nguyên này. Nhưng hắn ta cũng chưa từng kể cho bất kỳ ai. Đây là bí mật của riêng hắn ta. Mục huyền biết, linh khí ở khu huyền hoàng địa mạch này đều đã bị vị tiên tử này hấp thu. Nhưng ở trong quá khứ, thỉnh thoảng vẫn có người từ dưới thấp đào ra tiên nguyên, phát hiện có mỹ nhân cổ đại bị phong ấn bảo tồn ở bên trong thế nên đây cũng không phải chuyện không thể lý giải mục huyền cũng sẽ không tùy tiện đụng vào khối tiên nguyên này hắn ta rất sợ sẽ xảy ra biến cố gì đó nhưng hắn ta đã tập thành thói quen vừa có thời gian là sẽ đi tới chỗ này tu luyện như thể có tiên tử bầu bạn thì hắn ta sẽ tu luyện trôi chảy hơn một chút mà bây giờ mục huyền cũng đang xếp bằng ngồi ở dưới đất bắt đầu tu luyện mặc dù huyền hoàng địa mạch nơi này đã gần như khô kiệt nhưng linh khí sơ sơ vẫn đậm đặc hơn ở ngoại giới là một khu bảo địa thích hợp để tu luyện theo tu luyện của Mục Huyền, trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy ở mi tâm có một cái dấu ấn hoa văn màu vàng kim lúc ẩn lúc hiện. Dấu ấn hoa văn kia trông có vẻ rất cổ xưa huyền ảo. Hơn nữa đây cũng là thu hoạch lớn nhất của Mục Huyền ở trong Huyền Hoàng Cổ Lộ. Theo hắn ta nhắm mắt ngồi xếp bằng, ở trong thức hải của hắn ta xuất hiện một bóng người màu vàng. Cho dù Mục Huyền tu luyện bất kỳ công pháp thần thông gì thì bóng người màu vàng này đều có thể diễn luyện ra một cách hoàn mỹ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao những tộc nhân của mục thiên thánh tộc trước đó đều thán phục mục huyền. Bởi vì bất kỳ công pháp thần thông phức tạp gì hắn ta đều có thể thấu hiểu thông suốt, biến nó thành đơn giản. Cái này ngoài thiên tư tuyệt thế của bản thân mục huyền ra, còn có tác dụng của bóng người màu vàng này. Mục huyền cũng không rõ nguồn gốc của hoa văn màu vàng kim cổ xưa ở mi tâm hắn ta. Nhưng hắn ta biết rõ, đây nhất định là do mình đã nắm giữ vận khí của vũ trụ huyền hoàng. Vậy nên Mục Huyền rất có lòng tin về lần huyền hoàng cổ lộ mở ra này. Có lẽ nào hắn ta chính là người mà số trời đã định ở trong truyền thuyết, sẽ kế thừa vũ trụ huyền hoàng đó chăng? Ngay lúc Mục Huyền chuẩn bị bắt đầu tu luyện thì đột nhiên, cả huyền hoàng địa mạch lại bắt đầu dung chuyển. Linh khí bên trong địa mạch giống như trăm sông hợp thành biển, mãnh liệt cuốn về phía mỹ nhân tuyệt thế bị phong ấn bảo tồn ở trong tiên nguyên. Đây là, Mục Huyền hít vào một hơi, ánh mắt kích động. Ở trong mắt hắn ta, mặt ngoài của khối tiên nguyên nửa trong suốt kia có đầy những vết dạn nứt. Chợt, toàn bộ tiên nguyên giống như đồ sứ dạn nứt bể nát. Đi kèm với tiếng động phảng phất như miệng thủy tinh nứt vỡ, một bóng dáng mang phong thái tiên tử xinh đẹp vô song bắt đầu từ từ khôi phục lại sức sống. Giờ phút này, Mục Huyền nín thở, đầu óc trống rỗng, dường như đã quên đi tất cả. Trong mắt chỉ còn lại vẻ đẹp khiến cho người ta phải hít thở không thông đó. Khó mà hình dung được tâm trạng của Mục Huyền vào giờ phút này hắn ta cảm giác như là đã gặp được cảnh quang đẹp nhất ở trên thế giới. Vị nữ tử xinh đẹp hoàn mỹ bị phong ấn bảo tồn ở trong tiên nguyên đó vốn đã giống như trích tiên ở trong tranh, giờ phút này lại phảng phất như nhân vật tuyệt mỹ chỉ có ở trong tranh mà thôi. Nhưng nàng lại sống sờ sờ từ trong tranh bước ra, biến thành người tồn tại chân thật. Đùi ngọc thon dài trắng như tuyết di si chuyển, váy trắng tinh khôi vén lên. Mái tóc đen nhánh như thác nước xóa ra, tùy ý dối tung trên vai thơm trên người nữ tử này dường như chỉ có trắng và đen váy trắng da trắng như tuyết còn người đen như rượu thạch và mái tóc đen như mực không có bất kỳ trang sức dư thừa gì hoa sen mọc lên từ nước trong thiên nhiên không cần phải bài trí gia công nhưng hết lần này tới lần khác trong vẻ tự nhiên này lại có một loại cảm giác tiên khí bồng bềnh tựa như tiên nữ giáng trần khiến cho người ta không nhịn được cảm thấy tự ti mặc cảm cho dù là vị thiếu chủ thánh tộc mục huyền này giờ phút này hắn ta đúng là cũng có cảm giác kiểu như ngưỡng vọng tiên nữ dáng trần vị nữ tử váy trắng tóc đen này cứ như là vừa tỉnh dậy khỏi giấc mộng dài đôi mắt đẹp hơi có vẻ mông lung rơi vào trên người mục huyền sau khi mục huyền nhìn rõ khuôn mặt này lại càng có chút nín thở mặt mày như họa tinh xảo đến nỗi không cách nào hình dung vãn bối mục huyền bái kiến tiên tử tiền bối mục huyền cưỡng ép nén nhịp tim đang đập dữ dội xuống lên tiếng hắn ta cũng không muốn mạo phạm vị tiên tử tiền bối này. Hơn nữa, với tu vi của Mục Huyền, hắn ta có thể cảm giác được. Vị tiên tử tiền bối này, ngoài thời gian phong ấn bảo tồn ra thì tuổi tác chắc chắn không quá lớn. Chỉ là khí tức tu vi lại sâu không lường được, ít nhất thì bây giờ hắn ta dám chắc không phải là đối thủ. Mục Huyền, nữ tử lầm bẩm một câu, xin hỏi phương danh của tiên tử tiền bối. Mục Huyền âm thầm lấy can đảm, nữ tử dừng lại một chút rồi mới đáp ta tên anh Lạc anh Lạc Tiền bối, Mục Huyền hơi thất thần, không chỉ người đẹp mà tên còn nghe êm tai như thế. Xem ra ta đã quên mất rất nhiều, nữ tử tên là anh Lạc khẽ lắc đầu, ánh mắt mông lung. Mục Huyền nhìn anh Lạc, không thể không nói, chỉ cần là nam tử thì chắc chắn đều rất muốn có quan hệ tốt với thiếu nữ ở trước mặt. Cho dù chỉ là ở cùng một nơi với nàng thì cũng đã là một loại hưởng thụ tối cao rồi. Hơn nữa trong lòng Mục Huyền biết, sau khi hấp thu năng lượng của Huyền Hoàng địa mạch xong, Thiên tư thực lực của vị nữ tử này nhất định rất kinh khủng. Nếu như hắn ta có thể kết bằng hữu với nàng thì tuyệt đối không hề bất lợi cho mình. Chương 2328 sự chủ động của Đông Phương Khinh Vũ. Chương 2328, sự chủ động của Đông Phương Khinh Vũ. Anh Lạc muốn nhanh chóng rời khỏi khu huyền hoàng địa mạch này. Mục Huyền nhìn theo đường cong bóng bưng tuyệt đẹp kia, âm thầm cắn răng, đột nhiên lên tiếng hỏi. Anh Lạc tiền bối có thể làm sư tôn của vãn bối được không? tuy lời này có chút đột ngột nhưng mục huyền lại không muốn cứ thế cắt đứt liên lạc với anh lạc hắn ta có linh cảm trong tương lai anh lạc tuyệt đối có thể trở thành trợ lực của hắn ta hừm vì sao anh lạc hơi nhíu mày có vẻ hơi thắc mắc bởi vì bởi vì anh lạc tiền bối rất mạnh hơn nữa nếu như tiền bối tạm thời chưa thể nhớ ra quá khứ vậy thì không bằng tạm thời ở lại mục thiên thánh tộc đi mục huyền ngỏ ý anh lạc hơi nghiêng đầu động tác nhỏ đơn giản này lại khiến cho vị trí tiên tử tiên khí phiêu bồng này nhiều thêm mấy phần sức sống thuộc về con người cũng được anh lạc thản nhiên đáp mục huyền lộ rõ vẻ mừng rỡ hắn ta có một loại dự cảm rằng sau này anh lạc sẽ là trợ lực lớn nhất của hắn ta mục huyền cũng kể một số tình huống cho anh lạc ví dụ như chuyện huyền hoàng cổ lộ sắp sửa mở ra có thật không ta ngược lại cũng có chút hứng thú tuy vẻ mặt anh lạc bình tĩnh nhưng chỗ sâu trong đôi mắt đẹp lại hơi lóe lên lần này ở huyền hoàng cổ lộ có sư tôn làm bạn chắc chắn sẽ có thể đi đến cuối cổ lộ mục huyền cười nói thực lực của anh lạc sâu không lường được hơn nữa tuổi tác chắc chắn không tính là lớn nằm trong quy tắc của huyền hoàng cổ lộ có anh lạc ở bên cạnh thì hắn ta càng chắc ăn có thể đi đến cuối cổ lộ hơn ngay lúc cả vũ trụ huyền hoàng vẫn đang vì huyền hoàng cổ lộ sắp sửa xuất hiện mà xôn xao ở bên ngoài vũ trụ huyền hoàng Tại một bên thế giới hỗn loạn khác đã có một số binh mã của bát đại đế tộc lục tục ngo ngoe, bắt đầu tụ họp tập trung lại. Mặc dù vẫn còn cách một khoảng thời gian trước khi không gian thế giới hỗn loạn hoàn toàn ổn định, nhưng bát đại đế tộc đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Trong một chiếc lâu thuyền xa xỉ đèn đuốc sáng trưng, một đám thiên kiêu đang ngồi xếp bằng luận đạo. Công tử trẻ tuổi đứng đầu ngồi ở trên, bạch y không nhiễm bụi, mặt mũi anh Tuấn vô song, đương nhiên là quân tiêu giao. Mà ở bên cạnh cũng đang có rất nhiều thiên kiêu đế tộc ngồi xuống, Vân Ngọc Sinh, Vân Thanh Lâm, Đạm Đài Thanh Tuyền, Đạm Đài Minh Châu, Cổ Kình Thiên. Không chỉ có đế tộc Vân Thị, đế tộc Đạm Đài, đế tộc Cổ Thần mà một số thiên kiêu của những đế tộc còn lại cũng mộ danh tiếng mà đến. Trong đó có một bóng dáng vô cùng xinh đẹp uyển chuyển, vóc người nóng bỏng như lửa, có sa đỏ che mặt, rất thu hút ánh nhìn. Hiển nhiên là Đông Phương khinh vũ của đế tộc Đông Phương. Từ trước đến nay nữ tử của đế tộc Đông Phương luôn luôn cao ngạo, cực kỳ coi thường nam tử, cho rằng nam nhân thì nên thuần phục nữ nhân nhưng lần đầu tiên, đường đường là nhị tiểu thư của đế tộc Đông Phương lại vô cùng sùng bái quân tiêu giao. Cho dù là đang lúc luận đạo, ánh mắt quyến rũ của Đông Phương khinh vũ cho tới bây giờ đều chưa từng rời khỏi người quân tiêu giao. Điều này khiến cho một số thiên kiêu đế tộc đang có mặt ở nơi này có chút cảm thán lẫn hâm mộ. Mặc dù thân phận bọn họ đều rất bất phàm, càng không thiếu nữ nhân. Chẳng qua nữ tử của đế tộc Đông Phương thật sự không đơn giản. Tuy rằng có một ít nam tử được nữ tử của đế tộc Đông Phương nhìn chúng nhưng địa vị chắc chắn cũng không cao hơn chỗ nào. Sau khi luận đạo kết thúc, một vài thiên kiêu ở đây cũng chắp tay gửi lời cảm tạ tới quân tiêu giao rồi rời đi. Nhưng Đông Phương khinh vũ lại giống như không hề có ý định rời đi. khinh vũ cô nương, có phải vẫn còn có thắc mắc gì về buổi luận đạo mới vừa rồi hay không? Quân tiêu giao nhẹ nhàng mỉm cười hỏi. Đông Phương khinh vũ khẽ cười, đi đến gần quân tiêu giao nói, đúng vậy, khinh vũ còn có một số thứ không hiểu rõ mà ở bên này vân ngọc sinh và đạm đài thanh tuyền đều không có rời đi quân tiêu dao nhìn thoáng qua lên tiếng mọi người đi trước đi được tuy vân ngọc sinh có lòng cảnh giác với đông phương khinh vũ nhưng nàng vẫn nghe lời quân tiêu dao đạm đài thanh tuyền cắn nhẹ đôi môi nàng tin tưởng quân tiêu dao không phải người dễ dàng bị mê hoặc như vậy dù sao lúc trước nàng đã từng một mình mở tiệc chiêu đãi quân tiêu dao rồi say rượu ngã ở bên người hắn vậy mà quân tiêu dao vẫn khiêm tốn như quân tử Tuy nàng tin tưởng Quân Tiêu Dao nhưng lại không tin tưởng Đông Phương Khinh Vũ. Nàng ta giống như là một con hồ ly quyến rũ vậy. Sau khi hai nữ tử rời đi rồi, trong lầu các lâu thuyền chỉ còn lại có Quân Tiêu Dao và Đông Phương Khinh Vũ. Chỉ thấy một tay Đông Phương Khinh Vũ cầm bầu rượu, một tay cầm chung rượu. Nàng ta lại dứt khoát ngồi thẳng xuống bên cạnh Quân Tiêu Dao. "Khinh Vũ cô nương, người đây là?" Quân Tiêu Dao lên tiếng. "Vân Tiêu thiếu chủ, lẽ nào không tiếp người ta uống một chung được sao?" Đông Phương khinh vũ dùng giọng quyến rũ nói, mặc dù trên mặt nàng ta vẫn che lụa mỏng, nhưng ánh mắt quyến rũ yêu kiều lộ ra kia lại phảng phất như có thể nhỏ ra nước. Ta thích uống trà, không thích uống rượu, quân tiêu giao cười nhạt đáp, thế, người ta múa trợ hứng thì sao nào? Chỉ thấy Đông Phương khinh vũ thế mà lại dứt khoát nhảy múa ở ngay trước mặt quân tiêu giao. Một tay nàng ta cầm chặt chung rượu, dáng người xinh đẹp uốn éo. Sau đó nàng ra ngước cái cổ trắng như ngọc lên, nhẹ nhàng vén một góc mạng che mặt uống một hơi hết rượu trong chung dịch thể rượu trong suốt xuôi theo cần cổ trắng nõn dịch chuyển đến xương quay xanh vẻ mê hoặc này bút mực khó mà diễn tả được cộng thêm lúc múa cổ tay trắng và lục lạc trên mắt cá chân đều phát ra tiếng vang thanh thúy càng thêm mê hoặc tâm trí con người có thể nói nếu như đổi lại là những thiên kiêu thì sẽ nháy mắt đắm chìm vào trong dáng múa xinh đẹp hoàn mỹ này ngay nhưng quân tiêu dao lại chỉ hờ hững quan sát đang thưởng thức dáng múa này đúng là mê hoặc lòng người nhưng nếu nói có thể mê hoặc được hắn thì vẫn còn kém quá xa. Đúng lúc này, Đông Phương Khinh Vũ như thể vô tình chật cổ chân một phát, nhào thẳng tới phía trước, đâm đầu vào trong ngực Quân Tiêu Dao. Chương 2329 để lộ mạng che mặt. Chương 2329, để lộ mạng che mặt. Thân thể mềm mại ấm áp, nhu nhược không xương, cách quần lụa mỏng cũng có thể cảm nhận được loại chân mềm đó. Quân Tiêu Dao ngồi ôm nhưng không loạn, cười nhạt một tiếng nói: "Không hổ lấy Khinh Vũ làm tên" dáng múa này đúng là khiến cho người ta phải thán phục Vân tiêu thiếu chủ có thích không đông phương khinh vũ phả ra hơi thở thơm như hoa lan có thể nói bất luận là nam tử nào đều không chịu được loại khiêu khích này chớ đừng nói chi đến thân phận của đông phương khinh vũ còn có khả năng gợi cho người ta một loại cảm giác chinh phục trước nay chưa từng có không thấy ngay cả nữ tử của đế tộc đông phương cũng muốn chủ động xa vào lòng sao đây chính là đãi ngộ mà tất cả tu sĩ phái nam cầu còn không được cơ đấy khinh vũ cô nương ta biết đế tộc đông phương các ngươi đã quen khinh thường nam tử. Ngươi làm như vậy không phải là tự khiến bản thân mình chịu ấm ức sao? Vẻ mặt quân tiêu giao vẫn hờ hững như cũ, không vì thân thể mềm mại thơm ngát như ngọc ở trong ngực mà có bất kỳ dao động cảm xúc gì. Đông phương khinh vũ hơi ngẩn ra, đúng thế, lúc vừa mới bắt đầu, mục đích duy nhất của nàng ta chính là tìm một minh hữu có thể chống lại đông phương ngạo nguyệt. Nhưng sau khi đông phương khinh vũ thực sự nhìn thấy tướng mạo, thiên phú, thực lực, cách nói chuyện và khí chất của quân tiêu giao rồi nàng ta cảm thấy đừng nói đồng minh nếu như một vị nam tử tuyệt vời thế này có thể trở thành phu quân của mình thì đúng là thích hợp không gì bằng nữ tử của đế tộc đông phương luôn luôn cao ngạo coi thường nam tử nhưng cũng phân chia tình huống điều kiện tiên quyết là không có động chúng thể loại nam tử khiến cho các nàng phải sợ hãi thán phục đó nhưng trùng hợp quân tiêu giao lại chính là một vị công tử tuyệt thế như vậy nếu như có thể có được lòng của vân tiêu thiếu chủ với khinh vũ mà nói sao mà là ấm ức được chứ đông phương khinh vũ nói xong một khắc sau nàng ta đã làm ra một cử chỉ khiến cho người ta giật mình chỉ thấy đông phương khinh vũ cứ thế giơ tay ngọc lên mở mạng sa đỏ đang che ở trên mặt da lộ ra một gương mặt xinh đẹp yêu kiều nhàn sắc xinh đẹp vô song khinh vũ cô nương ngươi quân tiêu giao nhíu mày có chút ngạc nhiên hắn cũng biết được một chút tập tục của đế tộc đông phương với nữ tử của đế tộc đông phương mà nói nam tử không có tư cách nhìn thấy mặt mũi các nàng. Hơn nữa vạch khăn che mặt còn là một chuyện có ý nghĩa đặc biệt. Chắc là Vân Tiêu Thiếu Chủ đã biết tập tục của đế tộc Đông Phương chúng ta rồi. Nếu như đồng ý để cho nam tử nhìn thấy mặt mình, thế thì sẽ đại biểu cho. Đông Phương khinh Vũ nói đến đây, gương mặt xinh đẹp đột nhiên xuất hiện một vệt đỏ ửng. Đồng ý cùng nhau sinh ra đời sau đúng không? Quân Tiêu Giao lên tiếng bổ sung. Đông Phương khinh Vũ cắn môi hờn rỗi. Được rồi, khinh Vũ cô nương, trò đùa mở xong hết rồi, nói ra ý đồ của ngươi đi. Quân tiêu giao nói, vân tiêu thiếu chủ, ý của ngươi đây là, đông phương khinh vũ hơi sững sờ, bổn thiếu chủ thích nói thẳng, đi thẳng vào vấn đề, thế nên không cần phải giấu giếm đâu. Quân tiêu giao nói, đông phương khinh vũ nghe vậy, lại lần nữa cắn môi đỏ mọng, có vẻ hơi do dự. Sau đó nàng ta đúng là bắt đầu cởi bỏ y phục, lộ ra bả vai trắng như tuyết. Ngươi làm cái gì vậy? Quân tiêu giao ngỡ ngàng, Đông Phương Khinh Vũ ngước đôi mắt quyến rũ lên, nhìn quân Tiêu Giao một lát rồi nói: Không phải Vân Tiêu thiếu chủ đã nói đó sao? Nói thẳng, đi thẳng vào vấn đề. Ta có ý này ư? Ngay cả quân Tiêu Giao trên trán cũng hiện ra vạch đen. Lẽ nào không phải là ý này à? Đông Phương Khinh Vũ hỏi. Bộ dáng vẻ của bổn thiếu chủ trông giống như rất vì tiện sao? Quân Tiêu Giao hỏi ngược lại: Không phải rất vì tiện, nhưng có vẻ như hơi phong lưu. Đông Phương Khinh Vũ đáp đúng sự thật. Quân tiêu giao, hắn trông giống nam nhân cặn bã thế ư, không thể nào, khổ, được rồi, có lẽ là chuyện liên quan đến vị đông tôn đó. Quân tiêu giao nghiêm mặt nói, đông tôn, tây Phật, nam đạo, bắc nho, trung thánh. Năm vị thiên kiêu vương giả này đã chết mất hai vị. Nam đạo là người của tam thanh đạo ngôn, trung thánh là vương giả phong tồn của đế tộc hạ hầu. Còn đông tôn tất nhiên chính là vị đại tiểu thư của đế tộc đông phương đó. Tất nhiên nàng ta còn có một cái biệt hiệu khiến cho người khác chỉ nghe thôi đã sởn tóc gáy, huyết công chúa. Nghe qua biệt hiệu thì cũng đoán biết được dường như không phải người tốt lành gì. Xem ra vân tiêu thiếu chủ có chút hiểu biết về đế tộc Đông Phương chúng ta. Đông Phương khinh vũ nói, không tính là biết rõ, chỉ là danh tiếng của vị huyết công chúa ấy quá nổi tiếng thôi. Quân tiêu giao đáp lời, nhưng lúc này, vành mắt Đông Phương khinh vũ lại phiếm đỏ, đầy cảm giác khổ sở bất đắc dĩ. Thiếu chủ đại nhân, Người có biết cái loại cảm giác sợ hãi, mỗi thời mỗi khắc đều phải lo lắng cho tính mạng đó hay không? Đông Phương Ngạo Nguyệt, ả à cơ bản cũng không phải là một con người, mà là một con quỷ. Ngay cả đường đệ bà con xa có quan hệ máu mủ với mình mà ả à còn thẳng thừng giết chết, hơn nữa còn tự tay moi 10 ngàn xương của hắn ra. Thậm chí ngay cả mẫu thân của hắn cũng giết chung luôn. Mắt quân tiêu giao lộ vẻ kinh dị, hắn ngược lại chưa từng nghe nói những chuyện này. Đương nhiên là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Đế tộc Đông Phương cũng không có khả năng đi tuyên truyền loại chuyện này. Nhưng mà, môi xương của người thân mình sao có cảm giác trong đó có mùi gì ấy nhỉ? Nhưng dựa theo tiến trình này, còn không phải là khoét xương của nam sao? Lẽ nào là nói, vị Đông Phương Ngạo Nguyệt kia chính là hình ảnh nữ nhân vật phản diện trong truyền thuyết? Thế này cũng hơi có chút không ra bài theo lẽ thường nhỉ, cả ngày lẫn đêm ta đều lo lắng không yên, không biết Đông Phương Ngạo Nguyệt có xuống tay với mình hay không. Dù sao bây giờ trong cả tộc Đa số đều ủng hộ à? Nếu như cuối cùng thật sự hoàn toàn để cho Đông Phương Ngạo Nguyệt lên nắm quyền thì nói không chừng ả à sẽ mang ta. Khóe mắt Đông Phương Khinh Vũ có nước mắt trượt xuống, khiến cho người ta vừa thấy đã yêu, hận không thể ra sức ôm nàng ta vào trong ngực mà an ủi. Chương 2330 Tiết mục muốn mà còn ngại. Chương 2330, tiết mục muốn mà còn ngại. Ngay cả Quân Tiêu Dao cũng phải âm thầm tấm tắc cảm thán. Kỹ năng diễn xuất của Đông Phương Khinh Vũ này thật đúng là miễn bàn. Nếu như đổi lại là nam tử khác, sợ là thép được tôi luyện trăm lần cũng phải hóa thành ngón tay mềm mại, chỉ muốn giúp đỡ cho Đông Phương khinh vũ vượt qua cửa ải khó khăn. Nhưng quân tiêu giao cũng không phải dễ dao động như vậy. Cho tới bây giờ cũng chỉ có mỗi hắn khiến cho người khác phải dao động mà thôi. Vậy nên mục đích của khinh vũ cô nương là muốn ta giúp người đối phó với Đông Phương ngạo nguyệt đó đúng không? Quân tiêu giao hỏi, Đông Phương khinh vũ khẽ lắc đầu đáp, dĩ nhiên không phải, khinh vũ sao có thể để cho thiếu chủ đại nhân mạo hiểm được chứ? dù sao đông phương ngạo nguyệt đó cũng không phải nhân vật dễ đối phó. Chỉ là, khinh vũ cũng không biết bản thân mình còn có thể sống được bao lâu. Quân tiêu giao im lặng, được lắm, đã muốn còn ngại, lấy lùi làm tiến. Nàng ta thật cao tay, được thôi, khinh vũ cô nương đã nói như vậy, thế bổn thiếu chủ cũng chỉ đành thương mà không giúp được gì. Quân tiêu giao khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, ấy, cái này, đông phương khinh vũ đang nhỏ giọng khóc nức nở đột nhiên ngơ ngác.